trong cuộc sống con luôn là cũng thiệt thòi hơn người khác và thường hay là giúp đỡ người khác thôi. Nhưng mà tại sao con lại không gặp may mắn ở trong đời? Ví dụ như có ông chồng thì ông chồng xin rượu, có đứa con á thì đứa con nó trốn học, còn kinh doanh á thì đụng đâu lỗ đó, còn đi làm á thì bị người ta ăn hiếp, rồi bệnh hoạn liên miên, vân vân. Tức là hầu như ở trong cuộc sống khó có cái ngày nào mà mình cảm thấy nó vui được. Cho đó mà cái sự may mắn không có đến với cái người này, cho nên họ thấy mất lòng tin. Họ nói là phải chăng ở trên đời này á thì không có cái luân lý công bằng, có nghĩa là cái người mà tốt á thì sao không thấy cái sự may mắn nào đến với họ hết, hoặc giả là có mà rất ít. Còn họ quan sát xung quanh á thì thấy người á nào là cờ bạc, cái người á là sống ích kỷ, cái người á mà dữ tợn hay nạt nộ người ta, sân si, rồi á cái người mà nói chung là sống không có tốt với mọi người xung quanh, với bà con làng xóm láng giềng. Nhưng mà người này á toàn gặp may không. Có ông chồng á thì ông chồng hết lòng đối với vợ đó. Còn mua cái nhà á thì mới mua thì năm sau nó lên giá dèo dèo vậy đó, rồi mở cái tiệm bán thôi đắt hơn người ta. Rồi con á nó học á thì lên lớp ào ào quá, tức là cái gì cũng gặp may mắn hết. Chị hỏi tại sao cái người mà họ sống không có tốt với người xung quanh mà lại họ gặp may ở trong đời? Cho nên á cái người này mới so sánh, ví dụ như mình làm tốt á vậy đó mà không có gặp may, như vậy thì cái luân lý nhân quả nghiệp báo rồi với cái sự công bằng của vũ trụ này còn không? Cái người mà sống không có tốt á thì lại gặp may, như vậy thì tại sao, tại làm sao lại là như vậy? Quý vị, cái này mình bị sai một cái chỗ là tại vì chúng ta thấy hai khía cạnh của hai con người mà thôi. Có những cái người tốt á họ gặp rất là nhiều may mắn, và có rất là nhiều người xấu họ không có gặp may. Nhưng mà mình gặp cái đó điển hình ở trên người của mình. Ví dụ như mình cho mình là người tốt nhưng mà mình không có gặp may thì đó điển hình một người. Và người cạnh bên nhà mình á làm người xấu, tại vì mình biết cái người đó xấu là tại vì họ cạnh mình, ở cạnh mình, họ ở sát bên mình ở nhiều năm nhiều tháng nên mình biết, mình thấy người đó xấu, không biết cho ai đồng bạc, rồi á là ích kỷ tham lam, sống không tốt với bà con làng xóm xóm giềng, cũng chẳng có tu hành gì hết. Mình ghìm cái ông đó rồi, cho nên á là nhưng mà mình quan sát ở trong đời sống không, sao mình thấy ổng toàn gặp may không à? Do đó mà mình lấy chỉ có hai cái người điển hình thôi mà mình nói lên một cái quy luật của vũ trụ. Có nghĩa là mình nói là vũ trụ nó có sai cái gì đó. Mình thì tốt cỡ đó mà cái vận may nó không tới, còn người kia xấu cỡ đó mà cái vận may nó tới hoài. Như vậy luân lý của vũ trụ còn không? Hay là ông trời có mắt không? Tức là mình thường hay nói vậy đó, nói trời không có mắt. Cái người mà xấu xa vậy mà cho là làm chức này chức nọ, người nhà cho là giàu sang phú quý, rồi cho công thành danh tội. Còn người ta đàng hoàng vậy đó mà thảm thê, tức là sống trong đời sống gặp không có may mắn gì hết. Như vậy đó thì luân lý không công bằng. Mình sai cái chỗ mình lấy điển hình có hai người mà mình kết luận hết, nó không phải như vậy. Cái may mắn đến với mình đó, nó không phụ thuộc vào người xấu người tốt, mà cái may mắn của mình đó, là nó phụ thuộc vào cái quả nó chỗ, cái duyên của quả chỗ. Mà duyên của quả chỗ á thì nó mang cái tính á là đủ duyên, giống như là nó ngẫu nhiên vậy đó. Ví dụ như có 5 cái duyên mà mình mới có 4 cái hay chưa, nhưng mà mình đi cái mình gặp cái duyên thứ 5,
À, do đó mình nói là may mắn. May mắn là mình không có tính trước, nhưng mà nó đến với mình. Ví dụ mua tờ vé số, mình đâu tính trúng số đâu, nó trúng số. Rồi ví dụ như người ta, nhằm khi người ta ra đường, người ta lụm vàng, người ta làm may. Nhưng mà cái may này á quý vị, là cái mà lợi nó đến với mình mà mình không có tính toán trước, mình bất ngờ đó, thì đó gọi là may. Còn mà cái vụ mà lụm vàng lụm tiền thôi đi nha, mới đây nè, có người lụm được đâu cái cọng dây chuyền chỉ mấy, cái đem về nhà cất ở trong nhà đó. Rồi tự nhiên sau đó ở nhà nó đổ nghiệp, bệnh hoạn ốm đau, gia đình gặp liên miên. Mới hoảng hồn quá đi bán cọng dây chuyền, rồi đi cúng luôn, đi cúng chùa xây dựng luôn, là chùa thầy đang xây dựng thầy, giờ con cúng luôn để bao cát bao đá bao xi măng đó. Lộm đó là sao? Lộm mà không bán đi cúng dường hay bố thí gì đi, là thì con lộm về để đó, chắc có nghĩa là lộm về thì thôi, là mình đâu biết trả cho ai đâu, để đó nói không có gì, là thôi giờ á thì mình đi cúng dường rồi mình hồi hướng lại cho người kia, chứ mà đâu biết người kia là ai đâu, ở ngoài đường ngoài xá. Nhưng mà đâu cũng di chuyển lọt ngoài đường hay ha, tự nhiên đâu cũng di chuyển lọt ngoài đường, chắc có lẽ là người ta mang trên cổ á, nó đứt cái gì, hoặc là lúc mà người ta mang á, người ta không cẩn thận á, ta móc vô, ta tính móc rồi, ai nhà nấu móc chất quớt ngoài, mắt già sờ sệt đó, móc chất quớt ngoài nó dính vô áo, mà đi ngoài đường này lâu lâu rung 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 lọt rớt, đó cũng là chuyện bình thường, mất của. Cho nên á, mà mình lộm được cái này lộm được kia á, là đừng cho nó là hên nha. Nha, mỗi lần á ba có thầy ông thấy người ta lọt tiền, quay xe lại nha, ông lụm 500 ngàn về xe đạp, cái ba thầy lụm 500 ngàn lên bỏ túi, cũng tính là bỏ túi về mua gạo cho mấy người hàng xóm nghèo á, mới tính lên dẫn dẫn xe đạp mà mới tấp vô lề à, hai ông đua xe ông đa đó chạy lại máng luôn cái xe đạp đi cái chừng 100 mét vậy đó, rồi xe đạp nó cuốn luôn mà ba thầy té vô cái bãi cỏ không sao hết chứ. Cái ba thầy nói nè, chắc có lẽ là mình lụm á tiền nó xui nó mới kéo cái này, nhưng mà hên cái chỗ là cái ý của mình đã khởi lên làm lấy này đi mua gạo cho người ta, cho nên mình không bị sao, chuyện chỉ xe đạp banh thôi à. Banh chiếc xe đạp á thì lúc đó chiếc xe đạp đâu chịu gì đó, chẳng đó nó banh chiếc xe đạp còn 500 ngàn không dám xài, về mua gạo thiệt cho người ta luôn, đền chiếc xe mà mua chiếc xe đạp. Có gì thấy ở coi gì chứ, tiền ta lọt á đừng lượm, cái lượm tiền mà còn gì đó, ăn cắp tiền còn độc hơn đó. Cái người mà ăn cắp tiền người khác á, ăn cắp của cải người khác, cắp tiền người khác á, nên cái gì là người ta khổ á, mình cũng bị xui hơn đó. Nên á cái xui là gì, cái xui á là những cái gì mà mình không có ngờ mà nó đến, mà cái nó đến đó là bất như ý. Còn cái hên á, cái may mắn á, là cái mình cũng không ngờ mà nó đến một cách bất ngờ, mà cái đến đó mình hài lòng, mình vừa lòng. Cho nên ở trong đời sống á, người ta thích á là những cái gì đến mà người ta vừa lòng hài lòng, mà đến liên tục là gặp may liên tục á. Ví dụ có những người lĩnh vực này, lĩnh vực kia, lĩnh vực nọ không có chuyên môn là nhiêu chân á, nhưng mà họ gặt hái cái kết quả đều là tốt đẹp hết. Cho nên á, cái may mắn á, yếu tố may mắn này nó không ngoài yếu tố nhân quả đâu. Mà quý vị đừng có nghĩ là cái yếu tố may mắn này nó ngoài yếu tố nhân quả. May mắn này là chẳng qua nó liên tục, nó gặp phải những cái duyên để chỗ ra cái quả báo tốt đẹp mà mình đã gieo nhân tốt đẹp trong kiếp xưa mà thôi. Như vậy thì cái người mà xấu ác, có nghĩa là cái người xấu ác họ có hai cái. Thứ nhất là họ không có làm ác mà tánh họ xấu. Thứ hai, họ vừa tánh xấu mà họ vừa làm ác. Có những người á là tánh rất là xấu mà họ không làm ác, tánh giận hờn sân si ghét ghen cái tánh họ gì đó, nhưng mà họ không có làm ác, họ không có chửi người ta, họ không cắm ăn trộm, họ không làm điều sai lầm hết trơn á. Tức là người tánh xấu mà không có làm ác.
Có nhiều người vừa tánh xấu mà vừa làm ác. Tánh xấu xa, bỏng sẻn, tham lam, giận hờn, sân si, ganh tị, tật đố, vô tàm, vô quý. Nhưng mà là họ không làm ác. Có những người á là tánh xấu mà họ làm ác, hai cái nó cộng lại. Nhưng mà cái may mắn đến với họ nó không phụ thuộc vào cái này. Nó không phụ thuộc vào cái tánh xấu hay việc làm xấu. Cái may mắn đến với họ nó không phụ thuộc vào cái này. Mà may mắn nó đến với họ là phụ thuộc vào duyên. Cái duyên tốt, cái duyên tốt đẹp để chỗ quả báo thiện đó, nó phụ thuộc vào đó. Cho nên cái người này tuy ngày nay họ tánh tình họ xấu, hành động lời nói của họ xấu, nhưng mà họ đã từng làm nhiều việc thiện ở trong quá khứ. Tất cả con người ai cũng có làm việc thiện trong quá khứ mới được làm người. Sanh ra thế gian này ai cũng có việc thiện, chứ chỉ có cái nói chỗ không chỗ thôi à. Ai cũng có việc ác, nên làm người có thiện có ác. Nên mình đã sanh ra được làm người, giàu cho thiếu căn, giàu cho nhà nghèo, giàu cho là không có thông minh trí tuệ, thì ai cũng có cái nghiệp thiện. Tại vì có nghiệp thiện mới được làm người, không có nghiệp thiện không được làm người, sẽ đọa vào cảnh giới khổ đau hơn trong bốn cảnh giới ác. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula ác. Thì bốn cảnh giới ác đó là bốn cảnh giới đầy đau khổ nếu chúng ta không có thiện. Nếu mà mình có thiện thì chắc chắn làm người, tại vì con người là cõi của thiện lành, là cõi của dục giới thiện. Dục giới thiện có 7 cõi, 6 cõi trời của dục giới và cõi người là 7 cảnh giới thiện. Nên cõi người mình là cõi thiện, nên con người đến nơi này là con người mang nhiều cái thiện ở trong đó. Dĩ nhiên là nó có nhiều cái ác kèm theo, chứ không phải là chỉ có ác không. Người nào ác, cỡ nào ác cũng có cái nghiệp thiện mới được làm người. Ví dụ như họ sân si giận hờn, nhưng mà họ thường hay bố thí cúng dường. Có người bố thí cúng dường mà vẫn rất là sân si giận hờn. Có những người không bố thí cúng dường nhưng mà họ không có sân si giận hờn. Cho nên á, cái người mà xấu, ác, nhưng mà kiếp xưa đó họ đã từng gieo những cái duyên lành, nhân lành, cúng dường nè, bố thí nè, giúp đỡ người khác nè, bằng công sức nè, bằng của cải nè, bằng tiền bạc nè, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, không bao giờ mất cái đâu chứ. Cứ làm phước đi, không bao giờ mất cái đâu chứ. Nhưng mà nó sẽ hết khi chúng ta hưởng hết cái phước đó, cái quả báo nó mang tới đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta hưởng phước, ngày nào mình cũng hưởng phước, con người ngày nào cũng hưởng phước. Mình mặc đồ này là hưởng phước rồi nè. Mình tắm, có nước tắm là hưởng phước, có nhà ở là hưởng phước, có giường ngủ là hưởng phước. Tùy vào mức độ hưởng phước nhỏ ít khác nhau. Có xe đi là hưởng phước, có không khí sạch để mình hít vô là hưởng phước. Chứ nhầm khi người ta sống ở cái nơi ô nhiễm, không có không khí sạch để thở luôn. Rồi có thuốc trị bệnh là mình đang hưởng phước. Có những người thân chia sẻ làm đang hưởng phước. Có điều kiện để học Phật Pháp làm đang hưởng phước. Có không gian riêng để mình tu hành làm đang hưởng phước. Mình không thấy đó, mình thấy nó trở thành bình thường. Những cái mà phước báo nó so với các loài không có phước báo, thì mình so sánh mình thấy mình mới biết. Ví dụ như cái loài súc sanh, tối ngày ví dụ như con trâu, tối ngày nó đi kiếm cỏ nó ăn. Cái miếng ăn của nó thôi cũng phải mất hết cỡ 18 tiếng đồng hồ. Mà ăn ăn cỏ không, uống nước lung ăn cỏ. Rồi người ta phải bắt đi cày. Rồi già phải bị làm thịt cho người ta ăn. Vậy thì mình so sánh giữa mình với loài súc sanh đi. Rồi nó không có thông minh trí tuệ sáng suốt để chống đỡ với cái bên ngoài xâm nhập vào. Cho nên mình bây giờ nè, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn đi chơi mình đi. Con trâu nó có được đâu, nó cột con dây tối ngày nó đi được đâu. Cả đời nó bị cột dây mà. Con heo cả đời trong chuồng, con trâu cả đời bị cột dây, con ngựa cả đời bị cột dây. Đó là ngựa nhà. Còn ngựa quan thì cả đời phải sợ sệt khi mà sư tử, sói, beo, cọp nó ăn thịt, nó rình ăn thịt, nó báo nó rình ăn thịt. Nếu mà không bị cột dây thì không bị ăn thịt, mà không bị cột dây thì bị ăn thịt. Ví dụ ngựa vằn ở châu Phi đi, thấy không? Trong thế giới đó đây đó, nguyên con cọp, nguyên bầy, dí. Ngày nào cũng dí, dân hết con này tới con khác. Tức là trong cái đò đàn đó,
ngày mới ăn vài con ăn hoài, mới ăn thịt hết con này tới con khác hết này cái, nó sợ hãi. Giờ đó cái thú hoang nó là thà bị nhốt trong nhà, tới giờ ăn, ăn tới giờ ngủ, ngủ cột dây cũng được nữa, không cần phải tự do. Chứ mình nghĩ đi, mấy con thú nuôi toàn bị nhốt mà. Không nhốt, nhốt trong vườn là nhốt nhỏ nhất là nhốt trong vườn. Con gà nhốt trong chuồng, vịt nhốt trong chuồng, heo nhốt trong chuồng, cả đời ở trong chuồng, thấy không? Nhưng mà con người mình á, ở trong tù một cái làm thấy khủng khiếp lắm, phải không? Cũng giống, tức là nói về cái sự tự do là bị nhốt lại. Nhưng mà con người mình thấy phước hơn người ta không? Phước hơn mấy người khác không? Phước hơn động vật hoang dã, phước hơn đó động vật nhà nuôi. Cho nên hàng ngày mình hưởng phước này là tức là mình đã làm việc thiện. Nên những người nào mà làm việc thiện nhiều thì hiện thời hưởng phước nhiều chừng đó, có hơn người ta một cái lĩnh vực mà mình đang xài. Trên thân của mình á khỏe hơn người ta, con mắt mình á nhìn rõ hơn người ta, hoàn cảnh sức tân gia đình mình tốt đẹp hơn người ta, mình ăn uống ngon hơn người ta, mình mặc á là đồ gấm dốc hơn người ta, mình ngủ nghe á chỗ đầy đủ hơn người ta, phương tiện đi lại đầy đủ hơn người ta, đó là phước nhiều hơn người ta. Phước nó đến và thái độ hưởng phước hai cái khác nhau. Phước nó đến á là đủ duyên nó đến, còn thái độ hưởng phước là cái mà mình thỏa mãn trên phước đó. Nếu nó đến nhiều thì mình thỏa quả nhiều, đến ít thỏa mãn ít, đó là mình thuận theo tự nhiên. Nhưng mà mình không biết kiềm chế bản thân. Ví dụ nó đến mình hưởng là thuận theo tự nhiên, nhưng mình hưởng vừa đủ thôi, gọi là chi túc, thì mình còn để dành phước báo lại cho cái ngày hôm sau. Còn nó đến nhiều hưởng nhiều, hưởng hết sạch bách. Cho nên nó đến nhiều nhưng hưởng đủ chứ không phải hưởng ít. Nó đến nhiều hưởng đủ gọi là chi túc, và chi túc là biết đủ. Và chúng ta sống một cách thiểu dục, có nghĩa là sống một cách vừa đủ thôi. Như vậy thì nó đến thật là nhiều nhưng mình sống vừa đủ. Như vậy thì còn cái dư để làm gì? Dư không phải để cất, dư để san sẻ cho người khác để tạo một cái phước mới. Chúng ta là cho người khác là cũng bằng quả báo của phước. Chúng ta xài hàng ngày cũng bằng quả báo của phước. Nên cái quả báo phước mình chia làm hai phần. Một phần chúng ta xài hàng ngày và một phần chúng ta tái đầu tư. Có nghĩa là mình cho lại cho người khác, mình san sẻ yêu thương người khác thì phước báo nó không cùng tận. Có nghĩa là nó hết rồi nó hết có, tại vì chúng ta đang cuốn chiếu phước báo của mình. Nên cho người khác bằng quả báo phước báo đó, chứ không có là quả báo phước báo mình không có cho người khác đâu. Cho nên phước báo nó đến 10, có người người ta xài 3 người ta cho 7, có người xài 7 cho 3, có người xài 10 sạch bách, có người á là xài cỡ 1 mà cho 9. Cái đó là những cái vị mà sống rất là kim khem, đủ để tồn tại trong cuộc sống thôi. Còn san sẻ yêu thương cho người khác thì cái người đó có phước báo á, nó bền lâu lắm, nó dài, nó rất là bền lâu. Cho nên á mình thấy á cái phước á của con người ở trên thế gian này, ai ai cũng có phước, ai ai cũng có việc lành việc thiện cho nghe. Nhưng mà mình không có biết á dung đắp nó, không biết dung bồi nó, một ngày nào đó nó sẽ hết. Nên cái sự may mắn đến với mình không phải là chỉ cái người tốt mà được may mắn, mà may mắn đến với mình cũng đừng có ham. May mắn vừa vừa thôi, đừng ham nhiều quá. May mắn nhiều là chừng nào là hưởng phước nhiều đó đó. Tại vì nó đến hoài, tới chừng nó hết đến thì sao? Đâu phải may mắn mãi mãi. Chẳng hà lâu lâu may một lần đi, chứ đừng có may liên tục. Nhằm khi 5 năm may liên tục, rồi 50 năm sau không có miếng may nào hết. Đâu có hiểu không? Như vậy thì thôi, nó đến liên tục cũng đừng ham. Bữa nay trúng số, ngày mai trúng số, kia trúng số, thua 50 năm sau cũng như không. Quý vị hiểu không? Cho nên á là may mắn hay là không may mắn, nó đều là cái duyên để cái quả báo mà nhân mình gieo nó chỗ mà thôi. Cho nên không may mắn thì cũng là cái duyên xấu ác nó chỗ, còn may mắn là cái duyên lành thiện nó chỗ. Nó không phụ thuộc vào người xấu hoặc là người tốt. Cái người tốt trong nhân gian á là người đó tánh tình hiền lành và thường hay giúp đỡ người khác,
Còn người xấu trong dân gian á là tánh tình cọc cằn và bón sẻn tham lam, không có giúp đỡ ai, không biết chia sẻ yêu thương, thì trong dân gian ta gọi là người xấu. Cái người tốt á là bao giờ cũng hành thiện tích đức, còn người xấu á là bao giờ cũng hành ác thất đức. Cái hành thiện tích đức thì cái đó là hậu vận trong tương lai. Cái hậu vận trong tương lai tốt đẹp con người là hành thiện tích đức. Hành thiện là gì? Là mình làm giúp đỡ cho người ta. Tích đức là gì? Là mình tu tập đem lại sự an vui cho người ta là tích đức, đem sự đau khổ người ta là tổn đức. Cho nên cái người hành thiện tích đức á mới là người con của Phật. Còn ngày bình thường họ hành thiện thì chưa chắc họ đã tích đức. Hành thiện tích đức là hai cái khác nhau. Cái hành thiện tức là mình làm thiện. Làm thiện là làm gì? Là giúp đỡ người ta đó, làm thiện, cho tặng cúng dường bố thí giúp đỡ, ta gọi là làm phước đó, nên gọi là phước thiện. Cho nên đó, mình làm phước là mình hành thiện. Nhưng mà cái người hành thiện tích đức thì mới là đỉnh. Tích đức là một ngày mà tích độ ba la mật á. Đức là đức độ là cái quá trình tiêu hủy cái phiền não. Ví dụ như người ta chửi mình nhịn là tích đức á. Mình tham lam quá độ, mình hạn chế cơn tham mình xuống, thiểu dục chi túc là tích đức á. Mình thiểu dục là tích đức á. Tánh tình sân si cái mình nhẫn nhục mình tích đức á. Mình ganh tị với người ta, bắt đầu mình quá giải, mình nói như thế nào đó mà tâm ganh tị của mình nó giảm xuống. Mình đây, cái này quả báo của người ta tốt đẹp hơn mình. Hoặc giả là người ta gặp cái quả báo tốt đẹp nó chỗ sớm hơn mình. Mình ganh tị với người ta chẳng qua là ganh tị với cái quả báo của họ mà thôi. Tại vì á, bao giờ họ cũng ganh tị với cái tốt đẹp, không bao giờ họ ganh tị với cái xấu xa. Ganh tị với cái tốt đẹp là sao? Thấy người đó chỗ ra nhiều cái tốt đẹp hơn mình ganh tị. Chứ thực ra là quả báo của họ, nên mình đừng bao giờ ganh tị với cái quả báo. Tại là họ chỗ ra đó là quả báo của họ đó. Giàu cho giàu, giàu cho đẹp, giàu cho gì đó thì cái đó quả báo của họ. Mà mình ganh tị với cái quả báo của họ khi cái sự may mắn đến với họ. Đừng có bao giờ trách trời, trách đất cái chỗ này nha. Quả báo nó đến á, là luật công bằng của vũ trụ nhân quả nghiệp báo, chứ không phải là bàn tay của chư thiên và bàn tay của chư thần. Cho nên nhầm khi mình đổ thừa, mình kêu trời cao quá thấu. Mình tính đâu á là các vị trời điều khiển hết tất cả cái điều đó. Cho nên á, các vị là điều khiển không công bằng. Cho nên mình kêu trời, mình trách trời trách đất. Chứ thực ra đó là quy lực của vũ trụ, nhưng mà nó đến chậm đến nhanh tùy theo duyên của họ đã gặp. Cho nên người ác ác nó duyên á, ta gặp là duyên thiện không à. Nên ở chỗ quả báo thiện nên mình thấy người ta may mắn. Nhưng cái sự việc làm ác ngày hôm nay nó đã ghi vào ở trong biển A Lại Gia, và nó sẽ trổ quả ở trong tương lai, kiếp kế hoặc kiếp kế theo, hoặc là cuối đời của mình. Tùy vào cái duyên nó đủ. Duyên nó đủ thì quả báo hiện tiền, còn duyên nó không đủ thì cái quả báo kiếp kế tiếp gọi là lai báo. Còn nếu mà duyên chưa đủ nữa, kiếp kế tiếp chưa trả thì kiếp kế nữa trả gọi là hậu báo. Nó có ba cái loại báo: hiện báo, lai báo và hậu báo. Hiện báo là nó trả trong kiếp này nè, gọi là hiện báo, gọi là ta nói là quả báo nhãn tiền, là quả báo trước mắt. Quả báo trước mắt, quả báo nhãn tiền. Làm gặp liền thấy không? Đó, ta nói làm gặp liền thấy không? Ăn hiếp người ta giữ đi, mai mốt ta ăn hiếp lại cho coi. Đó 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 đó. Quả báo nhãn tiền. Chửi người ta đi, rồi mai mốt thất cơ thất thế người ta chửi lại cho coi. Làm khó làm dễ người ta đi, rồi mai mốt á tới mà mình là hết phước rồi đó, rồi người ta có quyền lực đó, ta làm khó làm dễ cho mình cho mày coi, chứ không đợi kiếp sau đâu. Thì những người đó ta gọi là quả báo nhãn tiền. Có nghĩa là quả báo trước mắt nó đến với mình. Còn lai báo là kiếp kế tiếp nó mới báo, hậu báo là sau kiếp kế tiếp nó mới báo. Nên ở đây chúng ta toàn là hưởng quả của quá khứ, còn gieo nhân á, thì nó không có thấy gì đây hết trơn á. Mình gieo nhân thì nó đã ghi vào ở trong vũ trụ rồi, chứ là mà không thấy ở đây. Cho nên á, cái người mà gieo nhân ác mà họ gặp may mắn là quả báo thiện đang đến. Còn người mà gieo nhân thiện mà họ không gặp may mắn thì quả báo ác nó đang tới. Nó không liên quan tới cái thiện với cái ác ngày hôm nay chúng ta làm.
Rồi mình á mới nói rằng ta làm thiện thì chư thần chư thánh phải độ chứ. Mình làm thiện á chư thần chư thánh phải độ chứ. Tại sao á chư thánh không có độ? Để cho mình gặp những cái điều xui xẻo ngày hôm nay. Thực ra cái quả báo tới ai mà độ nổi? Độ là gì? Độ là khi quả báo tới người ta giúp đỡ cho mình có thể tồn tại ở đó. Đáng lẽ người ta không độ á, mình đi gì đó. Sao biết không độ? Nhằm khi cái quả báo nó đến, người ta không thể cắt được cái quả báo của mình. Dầu cho ta Đức Phật cũng không thể cắt hết quả báo của mình. Mình cũng phải bị quả báo. Nhưng mà ví dụ thần lực của chư Phật có thể che chở cho mình từ nặng quá nhẹ. Thần lực của chư thiên, thần lực của Bồ Tát, thần lực của Long Thiên Hộ Pháp có thể che chở cho mình nghiệp nặng quá nhẹ. Hoặc giả là người ta dạy cho mình cái cách để đối diện với cái nghiệp đó và mình vượt qua được nghiệp đó. Bây giờ đáng lẽ nè, mình bị định nghiệp thì có ai mà đỡ nổi cái định nghiệp không? Bị người ta mắng, người ta chửi, bị người ta hạ nhục, bị người ta xâm hại mà là định nghiệp. Định nghiệp là gì? Định nghiệp là nghiệp không thể hóa giải, là làm là phải bị, gieo nhân là gặp quả báo, không thể hóa giải trong này được. Gieo là phải bị, gieo là phải gặp. Cho nên đó gọi là định nghiệp. Nên định nghiệp dầu bất kỳ ai cũng không thể thay đổi định nghiệp của chính mình. Nhưng mà ví dụ như Đức Phật dạy cho chúng ta một cái pháp đối diện trước những cái đau khổ, nghịch cảnh mà mình không có bận lòng, mình không có bị đổ sụp, mình không bị tán loạn, mình không có bị là sâu thương quán giận. Đó là dạy cho mình cách tu về ngũ căn ngũ lực, tính tấn niệm minh tuệ. Nếu chúng ta có năm cái đó rồi thì dầu cho cái gì đến nữa, có niềm tin với chư Phật chư Bồ Tát rồi, có sự tinh tấn tu tập loại bỏ các pháp ác rồi, có chánh niệm, có quán tứ niệm xứ rồi, có thiền định rồi, có trí tuệ buông xả. Như vậy thì mình có sức mạnh của tâm. Mỗi khi cái gì đến nó xui xẻo, nó không gặp may á, thì tâm của mình cũng hiểu rồi, cũng biết rồi, cho nên nó đỡ cái đau khổ hơn. Như vậy cái đó là độ cho mình một cái cách để mình chống lại được với những cái quả báo, một quả báo xấu ác. Đó cũng là độ. Mình đừng có nghĩ độ là dùng thần lực để che chở cái đó, để tống cái đó đi là độ, thì đó cũng là một phần. Ví dụ như á, ta chẳng may lên núi rớt xuống ở dưới thung lũng, nhưng mà nhằm khi năng lực của chư Phật chư Bồ Tát đỡ cho mình rớt xuống nhẹ hơn thì mình đâu có biết được đâu. Giống trên núi ông, có ông thầy cũng lọt trên điện mùa hông, lọt xuống thầm thẩm không, đứng cái điện mùa hông thầm thẩm không, vì mà lọt xuống trên cái đọt cây, lọt trên đọt cây, ôm đọt cây nó gãy, đọt cây này xuống, đọt cây hai gãy tiếp, đọt cây thứ ba gãy tiếp, đọt cây thứ tư gãy tiếp, dài dài dài, nó gãy cái nó giảm lực, gãy cái nó giảm lực, nó giảm lực xuống tới đất, bị thương là không chết. Chứ nếu mà từ trên đó mà lọt xuống cái một là chết liền. Nhưng mà cây nhiều á, mà cây nó nghiêng nghiêng theo chiều núi nè, lọt cây này gãy cây này qua cây kia, gãy cây này qua cây kia, gãy mấy cây của ta đất thì nó giảm áp lực rồi. Nếu mà xét về khoa học á, mình nói là hên may gặp cây nó đỡ. Nhưng mà mình xét về mặt thần lực biết đâu, tại vì lúc đó tụng chú Lăng Nghiêm mà, đang tụng chú Lăng Nghiêm, cho nên khi chư thiên chư Bồ Tát đỡ mà đâu biết. Cái đó là tùy đức tin à. Ví dụ có nhiều người á, nó đã hên may mắn nhảy trúng cây chứ không phải nhảy chạy một bên là tiêu rồi. Nhưng mà có người tin tưởng rằng quay thần lực cố của chư Bồ Tát, chư thần, chư sơn thần, chư thần trực dẫn đông tây nam bắc gia hộ, cho nên đó là đưa vô cây không à, đưa cho nó lé vô đọt cây không à, rồi dài xuống hồi tới đất luôn, bị thương nhẹ ngồi vậy tỉnh bơ. Mà quý vị biết là thung hùng hủng không, ở dưới thung lũng nó hủng ở dưới thấy ghê lắm, vậy mà không sao.
Cho nên á, nhầm khi á, chúng ta á, nghĩ rằng độ là phải hiện nguyên hình ra rồi cứu giới gì đó mới gọi là độ. Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát á, độ chúng sanh nhiều cái hình thức khác nhau. Có thể là độ bằng giáo pháp, có thể độ là khiến một người nào đó đi đến giúp đỡ. Đáng lẽ mình không có ai giúp đỡ chứ, tự nhiên có người giúp đỡ mà người đó là người người ta đi ngang đường. Nhưng mà chính là người đó do năng lực của chư Phật chư Bồ Tát khiến người đó đi ngang đó đó, chứ không phải chư Phật chư Bồ Tát là hóa thân, mà người thiệt. Ví dụ như mình đi dọc đường, cái mà chẳng may mình trúng gió giữa đường đi hết nổi, cái tự nhiên có người đi ngang thấy mình, à, người ta đem mình vô nhà, người ta bắt gió, xích dầu, làm ấm, đồ, từ từ mình tỉnh lại. Ở đâu người ở đâu đó, nhằm khi ban đêm có người đâu đó. Nhưng mà nhằm khi mình có tu, nhằm khi á, là mình có là duyên với Phật Pháp, hàng ngày mình nguyện chư Phật chư Bồ Tát, thì lúc đó có du thần chư Bồ Tát xung quanh nó thấy, nên các ngài đã độ cho mình bằng cách là khiến con người đi ngang. Người ta đáng lẽ ta đi đường khác, khiến đi đường này nè sẽ gặp mình. Đó cũng là cách độ đó. Còn có những khi mình có căn tu, thì chư Phật chư Bồ Tát độ cho mình gặp một người mà dạy cho mình tu, chỉ cho mình cách thức tu, làm khai tâm mở trí cho mình, có đúng là cách độ đó. Nên ở trong kinh Phẩm Phổ Môn 25 của kinh Pháp Hoa, thì cái cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni, cần hiện U Bà Tát, khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di. Người ta nói hiện thì người ta cứ nghĩ rằng chữ hiện đó là quá thân. Nhưng ở đây chúng ta hiểu hai cái góc độ hiện. Hiện tức là xuất hiện. Thì xuất hiện có thể là quá thân, hoặc là có thể khiến cho người thế gian, mà không phải cần quá thân của Bồ Tát. Tại người thế gian, người đó có thể giúp đỡ được người này. Mình hiểu không? Đâu cần phải quá thân Bồ Tát đâu. Nhưng có lúc cần quá thân Bồ Tát, giữa rừng giữa núi và không có ai hết trơn, thì Bồ Tát phải quá thân mới được. Còn ở nơi có thì Bồ Tát sẽ khiến cho người đó giúp người kia, tại vì Bồ Tát biết rằng người đó có khả năng giúp được người kia trong hoàn cảnh đó, giúp về cái sự việc đó. Cho nên chư Phật và chư Bồ Tát âm thầm ngày đêm gia hộ cho mọi người mà mình nhầm khi mình không hay biết. Nghĩa là âm thầm mà ngày đêm gia hộ, nên mình phải có sức tin. Nên ví dụ như mình đói bụng, độ mình cho mình ổ bánh mì ăn hồi nó hết. Nhưng mà nhầm khi chư Phật chư Bồ Tát độ cho mình có cái nghề luôn, gặp cái ông dạy trong cái nghề rồi không thất nghiệp nữa, hoặc là gặp cho cái người chỉ dẫn mình kinh doanh, người đó không thất nghiệp được thì bằng vô số ổ bánh mì thôi không. Nên cái sự thâm trầm và cái sự là dụng của chư Bồ Tát chư Phật mình không biết được đâu. Giống như trong kinh có một cái ông đó, ông đi buôn á, ông nguyện á là bây giờ ông dốc hết vốn ông buôn một cú chó giải đi trên biển. Nếu cho ông chuyến này ông lời đi rồi ông về ông phân phát hết cho con cái vợ của ông sẽ đi tu thành vị tỳ kheo. Ông nguyện trước cả 3 tháng trời vậy đó, ông mới đem vốn liếng tất cả ông tập trung cho một phi vụ làm ăn cuối cùng trong cuộc đời của ông. Ra giữa biển bị bão biển chìm xuồng, không còn một khúc giải. Ông quơ tới quơ lui sao mà đụng cái miếng ván gỗ, ôm miếng ván gỗ 3-4 ngày đêm nó tấp ông vô trong cái bờ, rồi mới lội lên được. Lội lên được thì còn duy nhất độc nhất là cái quần cục thôi, nó dính mình thôi, còn tất cả quần áo gì cũng trôi theo nước hết. Lúc đó nó ấy quá, nó nặng quá là ông bỏ hết nè, còn cái khố thôi. Ông lên trên bờ ông mới suy nghĩ, ông là ông giống hết vốn liếng rồi. Chuyến này ông đi cái cú chót này về ông cho vợ con ông xong ông đi tu. Như vậy thì bây giờ ông mình không về, không có vàng bạc tiền bạc, nhưng đi về thì người ta đuổi ông ra khỏi nhà luôn, chứ đừng có nói mà chào đón ông. Ông lấy hết vốn liếng rồi. Ông nghĩ tới nghĩ luôn ông buồn bực quá, ông rồi ông nhảy xong tự vẫn. Ông ra tới bờ xong ông nhảy mấy lần nhảy không được, tại vì cái sinh tồn của con người á
Cái tâm thì muốn nhảy, mà cái tâm á, thì muốn ở lại. Cái tâm chán nản muốn nhảy, nhưng cái tâm ham sống ở lại. Chúng ta có nhiều cái tâm lắm, tâm này đấu tranh với tâm kia. Cái tâm kia muốn nhảy, tâm này nắm lôi lại. Ông nhóm mấy lần thì con vị tỳ kheo đi ngang, mới hỏi sao ông nhóm hoài ông nhảy. À, ông mới kể lại cuộc đời của ông đau thương vậy đó. Vị tỳ kheo nói là trời ai ông nguyện với mười phương chư Phật linh nghiệm quá trời rồi mà còn nhảy xong chi. Hỏi là nguyện gì? Ông nguyện là ông đi tu. Nếu mà bây giờ ông làm ăn thành công, trở nên giàu có như vậy, về người ta có cho ông đi tu không? Tại vì ông có máy đẻ tiền mà, ông máy ông sanh ra tiền mà, ông là con gà đẻ trứng vàng mà, người ta có cho ông đi không? Đúng không? Mình đem về cục tiền cho người ta, ta không bao tìm cách mọi cách để lôi mình lại, tại vì mình là cái máy in tiền cho người ta. Cho nên đó, không ai cho mình đi tu hết trơn á, tin đi. Tại vì mình là máy in tiền mà, đem về tiền cọc con người ta, ta cho mình đi tu không? Lần này là cuối, người ta cũng chứ không có cuối đâu. Con người ta lòng tham vô đáy, người ta phải kiếm chuyện này kiếm chuyện kia, không cho người này đi. Mà hết trơn dòng họ, anh em con cái cản mà mình đi tu có được không? Mình siêu lòng. Cho nên ông nguyện ông đi tu, bây giờ ông còn cái mình không này, không ai chấp nhận ông chứ ông đi tu được rồi, còn gì nữa. Chỉ cần đi lại xin xuất gia là xong rồi. Giờ ông có đồng bạc mà ông ta về nhà ta cũng đuổi, đúng không? Ông đi lúc này không ai lưu luyến, là tại vì ông đâu còn bạc nào trong tay đâu lưu luyến. Mình đâu phải là máy in tiền cho người ta đâu lưu luyến. Như vậy thì ông nguyện là ông đi tu trở thành một bậc tỳ kheo giải thoát, vì chư Phật đã độ cho ông đủ duyên luôn rồi đó, mà ông không nhìn thấy. Là bây giờ là điều kiện tu của ông là tốt nhất hơn tất cả điều kiện ở trên đời, tại ông không còn cái gì trên thân hết trơn á. À, là về nhà người ta cũng đuổi ông luôn nữa. Do đó điều kiện ông tu đã tới là đủ duyên, 100% duyên đã đủ. Ông chỉ cần lại gặp Phật, ông xin xuất gia thôi. Ông nghe Đức Phật thuyết pháp, ông lại quỳ bên Phật, ông xin xuất gia. Đức Phật dạy thiện lai tỳ kheo, ông tu mấy tháng đắc quả A-la-hán. Vì thấy không, chư Phật chư Bồ Tát độ khác, chứ không phải độ theo ý của mình. Không phải độ theo ý của mình là độ phải làm ra tiền giàu rồi mới đi tu là theo ý của mình, mà độ theo cái nguyện vọng của mình. Nguyện vọng với ý khác nhau. Cái ý của mình là sắp xếp chuyện của thế gian, còn nguyện vọng của mình muốn tu giải thoát. Thì chư Phật chư Bồ Tát đã độ theo nguyện vọng của mình, chứ không phải độ theo ý muốn của mình. Hai đó nó khác nhau. Nhưng mà thường thường á, thì mình á cứ nghĩ là chư Phật chư Bồ Tát sẽ độ theo ý muốn của mình, nên mình muốn cái này không được, muốn kia không được, mình là chư Phật chư Bồ Tát không có độ. Nhưng mà quan trọng cái nguyện vọng sâu xa của mình là cái gì. Ở trong đó mình cứ có nguyện vọng sâu xa mình đưa lên, mình nguyện chư Phật chư Bồ Tát hàng ngày, thì từ từ cái nguyện sở cầu của mình được như ý. Nó nằm ở nguyện sâu xa ở trong đó, này, chứ không phải nằm ở trong cái ý muốn của mình. Nên có nhiều người sai lầm là cái chỗ đó, là tính chư Phật chư Bồ Tát độ theo ý muốn của mình. Nên mình đã muốn may mắn, cho nên đó là đi chùa đầu năm hay đi lễ chùa hay làm gì đó, con cầu cho con được may mắn vân vân. Thì cái đó là ý muốn của mình thôi. Như cái nguyện vọng của mình là cái gì, thì mình coi cái nguyện vọng của mình là cái gì. Nên mình tha thiết mình cầu, từ từ nguyện vọng mình sẽ thành tựu. Nhưng mà nó không phải theo ý của mình, mà nó theo á là duyên, chứ không phải theo ý của mình. Nên người nào mà có cái ý muốn của mình mà đạt được hết, đó là may mắn. Nếu người nào mà có ý của mình đạt được như sở nguyện sở cầu như ý là may mắn. Cái người nào không có ý thì không sao, mà người nào có ý mà không đạt được thì mình nói là mình không may mắn. Nhưng mà nguyện vọng của mình là nguyện vọng gì, mình phải hình thành nguyện vọng và mình tha thiết nguyện vọng đó, thì chắc chắn chư Phật chư Bồ Tát sẽ gia hộ mình đúng nguyện vọng. Uy tín đi, tại nguyện vọng nó trở thành sức mạnh, đó là bổn nguyện, nó trở thành sức mạnh. Một lời thệ nguyện, con ơi thần binh chứng giám, đất trời tỏ thông. Ví dụ như thầy nguyện đơn giản, thầy nguyện đời đời kiếp kiếp thầy tu, đời đời kiếp kiếp độ chúng sanh, dầu cho bất kỳ chúng sanh ở nơi đâu mà Phật pháp cần
à, thì là thầy sẽ đến đó liền, dầu cho bất kỳ ở đâu, ở địa ngục, ngã quỷ, súc sanh hay cảnh giới nào, nếu Phật pháp cần bổ xứ là mình tới. Mình nguyện gì mà nguyện lớn, dám đi tới nơi gian khổ gian nguy à, để giúp đỡ, miễn là chúng sanh cần và Phật pháp bổ xứ. Phật pháp bổ xứ nghĩa là Đức Phật bổ xứ mình đến đó, mình là con Phật, Đức Phật bổ xứ à, mình đến đó. Mà ở nơi đó nhằm khi nghèo khổ chúng sanh khó độ, mình cũng chấp nhận, chứ không phải mình lựa. Rồi lựa ở như thành phố Sài Gòn mình không á, nhà cao cửa rộng người giàu không á, không phải như vậy. Nhưng mà nếu mình bổ xứ dân xứ đó thì mình cũng đến xứ đó. Nhằm khi trong cung vua là cần thì mình cũng vô cung vua luôn. Mà nhằm khi ở nơi bãi biển bờ xa biên địa hạ tiện cần, mình cũng tới luôn. Đó là do Phật bổ xứ mà. Cho nên mỗi người có sứ mạng, sứ mạng tức là Phật bổ xứ cho một vị tu sĩ ở nơi nào đó. Nếu mà nguyện lực ở kiếp trước mình đã có, nguyện lực kiếp trước mình đã có để hình thành nhiều đời nhiều kiếp, mình hình thành nên một cái nguyện. Cho nên ở trong tâm của mình á, nguyện cái gì thì chư Phật, chư Bồ Tát sẽ gia hộ cho mình sở cầu sở nguyện. Còn ý muốn mình là cái gì thì có duyên nó tới, không có duyên nó không có tới. Nên có nhiều người cái ý muốn đó đủ duyên, nó sẽ thành may mắn ở trên cái ý muốn đó. Còn có những người á mà không có đủ duyên á thì nó không có may mắn trên ý muốn đó. Nên đừng có bao giờ trách trời trách đất, là một chuyện rất sai lầm đối với mình. Ý mình muốn mày nguyện chư Phật chư Bồ Tát thực hiện theo ý muốn của mình, mà nhằm khi ý muốn của mình nó không phải là cái may mắn của mình. Tại ý muốn của mình nó nằm trên cái dục, chứ không phải ý muốn của mình nằm trên tuệ. Nếu ý muốn của mình nằm trên tuệ á thì ý muốn của mình hết sức đúng đắn. Còn ý muốn của mình nằm trên dục á là ý muốn của mình là nằm trên nhân của đau khổ. Không lẽ Đức Phật thấy mình khổ vậy độ cho mình y cái muốn của mình đó, còn cho mình khổ hơn nữa, lúc đó trách người ta. Sao hồi đó con làm gì không cản? Ông làm ông vỗ rụng là đố nào cản tao. Bây giờ á, gặp đau thương vậy mới đổ thừa người ta. Xung quanh sao không cản tôi, thấy tôi làm sai làm bậy sao không cản? Rồi tới á, là phạm pháp này nọ mới nói để tại sao thấy mà không cản. Hồi đó mày cầm dao ra mày nói nào cản chết với tao, mà giờ mày còn la xung quanh hả? Hiểu không? À, hồi làm á cầm dao ra nào dám cản tao không cản chết với tao. Còn bây giờ phạm pháp rồi mới mới trách những người xung quanh sao thấy sai mà không cản. Đó. Bởi vì con người mình khó cái ý mình muốn. Cho nên chư Phật chư Bồ Tát không có độ theo ý mình muốn. Nhưng nếu ý mình muốn ở trên tuệ thì chư Phật chư Bồ Tát cũng độ luôn. Nghĩa là ý muốn đúng đắn. Cho nên các ngài độ theo cái nguyện mà đúng cái ý muốn của mình, là cái ý muốn đúng đắn. Tại ý muốn của mình nó nằm trên tuệ phân tích về nhân quả nghiệp báo, chứ không phải là ý muốn của mình là theo dục. Hai đó nó khác nhau. Cái ý muốn của mình ở trên tuệ phân tích có nghĩa là mình phân tích cái này đúng theo nhân quả nghiệp báo nè, mình muốn theo kiểu này nè, nó đúng nhân quả nghiệp báo nè. À, còn cái mình muốn mà theo dục, cái này là sướng này, này vui này gì đó, bắt đầu mình muốn theo cái đó. À, như vậy thì muốn á, theo dục là nguyên nhân của đau khổ. Mình muốn ở trên cái mà trí tuệ đúng đắn về mặt nhân quả nghiệp báo thì cái ý muốn đó nó hoàn toàn phù hợp với chánh pháp. Cho nên đó quý vị rõ, cái sự may mắn đến nhiều cũng đừng có ham. Tại vì đó là chỗ quả báo thiện nhiều quá, mình xài nhiều quá. Mà cái sự xui xẻo đến nhiều quá cũng đừng có sợ, là tại vì cái quả báo xấu mà thôi. Cho nên cái nhiệm vụ của mình là hãy dừng lại những cái nghiệp ác và làm những cái nghiệp thiện. Và cái thái độ khi trả cái quả báo, khi gặt cái quả báo, trả quả báo ác và gặt quả báo thiện, thái độ. Ví dụ có nhiều người được quả báo thiện, giàu sang phú quý, thái độ hống hách ngang tàn. Có những người nghèo khổ, sanh ai quán, sanh quán hận, thái độ đấy. Cho nên á, cái mà hoàn cảnh nó đến xung quanh mình, nó sẽ bộc lộ cho mình thái độ.
Nên có câu chuyện á, thầy đọc có câu chuyện là cái ông này hại gia đình kia thì làm cho người cha người mẹ chết. Hai đứa con nó lớn lên nó hận thù cái ông này. Ông này ông thấy như vậy đó, ông mới nhận nó vào công ty làm, ông làm giám đốc. Nhận vào công ty làm thăng chức cho nó, mua nhà, mua xe, lương cao cho hai đứa con của cái ông kẻ thù đó đó. Cái thằng con của cái ông này nè mới nói là sao ba làm kỹ ba. Con của kẻ thù mà ba làm vậy đáng lẽ tống cổ nó đi, đáng lẽ mình là phải triệt tiêu nó, tống cổ nó đi chứ. Ông là triệt tiêu nó phạm pháp luật sao? Hồi xưa khác, hồi mà giết cha mẹ đó là hồi xưa nó khác, cái pháp luật lúc đó nó đang còn trong chiến tranh. Còn bây giờ ở đâu ra đó hết rồi thì mình làm phạm pháp sao? Đó. Như là nếu phạm làm phạm pháp không làm thì cũng phải đuổi nó đi, đừng cho nó vô đây rồi nó phá phấy này nọ sao? Ông là không. Cho nó giàu có, cho nó hưởng đủ các cái ở trên cuộc đời này hết. À, thấy thằng con nó sao không hiểu, ba nói hồi con hộ đồ không hiểu. Ông nói là giàu có đầy đủ sẽ chết dần nghị lực, mảnh đất nghèo nàn là nên nung đúc hận thù. Cho nên đó mình đuổi xua nó không có công ăn việc làm, không có gì chứ, nó quay lại nó thù mình nhiều hơn. Còn bây giờ mình cho nó tối ngày nó sung sướng, nó đâu có dám rời khỏi sung sướng đó. Nếu nó quay lại nó hại mình thì cắt, nó đã bị cắt đứt hết cái sự sung sướng đó rồi. Tại vì mình là support cho nó mà. Tức là ông này ông nuôi nấng, ông cho mà bây giờ nó quay lại nó hại ổng thì kể như là đời sống của nó đâu còn ai cho nữa. Nó sống nghèo khổ nên người ta sống giàu sang phú quý người ta quen rồi, nên người ta đâu bao giờ quay qua hại ông này, mà coi ông này như người ơn, còn vuốt để cho cái hoàn cảnh sống nó kéo dài. Tại vì ông này là người cho tặng mà quả nhiên y vậy luôn. Từ từ nó không còn thù hận với ông này chứ, nó biết ông này là giết cha hồi xưa luôn. Rồi nó sống trong giàu sang phú quý giết là nó say đắm vào sang phú quý nó quên trời. Thấy ông hay không? Đó là những cái người mà kinh nghiệm, tức là cái hoàn cảnh nó làm cho cái thái độ của tâm của người ta đó nó sẽ thay đổi theo cái hoàn cảnh. Bây giờ á là cái nghiệp mà nó đến thành mình cái quả báo. Nếu là cái quả báo xấu thì mình cũng đừng á ai quán đó. Nên trong kinh đó là bằng khổ ai quán ở chỗ đó. Mình đừng có buồn và quán hận với nó. Mà giàu sang phú quý quyền lực đến, mình cũng đừng lấy đó mà ngã mạn, đừng lấy đó là ý lại, đừng lấy cái đó mà mình khinh thường những người khác. Đó cũng chẳng qua là quả báo của nghiệp mà thôi. Hưởng hết nó hết, trả hết nó hết. Nhớ quý vị, nó là hưởng hết nó hết, trả hết nó hết. Nó đơn giản thôi. Khi quả báo xấu đến phải kiên nhẫn. Quả báo xấu phải kiên nhẫn. Quả báo tốt đến thì hãy dặn lòng, tức là nén lòng. Quả báo tốt đến thì hãy nén lòng, quả báo xấu đến hãy kiên nhẫn. Kiên nhẫn đợi chờ, từ từ nó sẽ qua. Tất cả nó đều phôi phai với thời gian, không bao giờ nó sống hoài đâu. Cho nên có những người như có cô Phật tử này có tới, cô lai cô làm công ty mấy 20 năm nay, người ta ăn hiếp quá trời, giờ muốn đổi công ty. Thì đã làm nhiều năm rồi, đã làm 17 năm rồi. Là làm 17 năm nó mới ăn hiếp đây hả? Là ăn hiếp 17 năm rồi thầy. Mà tới giờ con chịu hết nổi. Là ủa? Chịu được 17 năm rồi mà. Mà giờ muốn xin qua công ty khác. Là xin qua công ty khác làm lại từ đầu à? Mà giờ già rồi. Bây giờ đâu cũng năm mấy tuổi gì rồi, già rồi. Một bà già đi qua công ty khác là làm lại từ đầu, bộ sao thấy nó có gì đó sai sai á nha. Phải vì mình còn sức trẻ, còn sức khỏe thì có gắng làm lại từ đầu được. Còn giờ lỡ công ty này rồi nó y chang vậy, phải chứ nó thay đổi á. Ví dụ thế này nè, nó mới đây nó ăn hiếp mình á, chịu không nổi thì được. Mình ăn hiếp 17 năm rồi. Là ăn hiếp 17 năm có gì đâu chịu không nổi. Sao mấy năm trước chịu nổi, mấy hôm nay chịu không nổi? Là mấy năm trước á, là con còn tỉnh táo, mấy năm nay con bị stress dữ quá thầy ơi. Gia đình con xảy ra chuyện này, gia đình con xảy ra chuyện đó. Ý ủa, vậy là quá giải chuyện gia đình không được, đâu phải chuyện công ty. Đúng không? Tại sao đổ thừa ở công ty? À, cổ nói là mỗi lần gia đình cổ bình an. Tại vì mỗi lần ông chồng chưa có vợ bé, vợ ông chồng có vợ bé, bỏ hai mẹ con lại. À, đứa con học lớp 8.
Cho nên bây giờ á là cổ vô cổ nổi nóng mà mỗi lần người ta ép gì ép cổ cười cười. Còn bây giờ ai sai đâu chửi đó. Hiểu không? Công việc của cổ á thì là cổ làm đúng. Công việc không phải cổ người ta sai làm giùm. Thì mỗi lần nói chung ép làm sao, thầy mới hỏi ép làm sao. Là gì đâu ai cũng nhờ chứ á. Vô sai đi mua cà phê, sai làm này, sai làm kia, sai quét nhà, sai dọn đồ à, này nọ. Thầy lát đừng có nghĩ người ta sai mình, mà nghĩ người ta tình nghĩa, người ta nhờ mình quan trọng, người ta mới nhờ. Hiểu chưa? Người ta tình nghĩa người ta mới nhờ, mình quan trọng người ta mới nhờ, mình được việc người ta mới nhờ, chứ mình làm tầm bậy không có ai nhờ không. Bây giờ nè, ta nhờ lần đầu mình làm tầm bậy cái cơ là ta tẩn ông tẩn cha, chứ đâu nhờ tới 17 năm đúng không? Đó là sáng sớm vô cái đi ra kêu là mua hết cà phê vô nguyên cái phòng luôn. Mua hết. Rồi chưa dọn cơm ra ăn á, nghỉ cái lạnh người nào đi rửa mặt, rửa tay, toilet, còn bắt cổ con mình dọn dài ra nguyên cái tổ luôn. Rồi làm rồi ăn xong á nằm đó cho cổ dẹp vậy đó. Đó là ép 17 năm mà không dám nói. Tới bây giờ á nhờ chửi người ta. À, giờ chửi người ta. Hỏi mà chửi người ta có đuổi không? Là không. Mà người ta né. Mỗi lần đi vô người ta chào, bây giờ người ta không chào, đi vô người ta quay mặt ngang, không ta không dám, ta gọi vậy. Cái này là sợ mình giống thịt, là sợ ma rồi. Mỗi lần mình chư thần giúp đỡ cho người khác, bây giờ mình chuyển thành ma nhát người ta rồi. Tại sao lại nghĩ người ta sai mình? Người ta nhờ mình. Nhờ mình là mình quan trọng, người ta mới nhờ, chứ mình không quan trọng ai nhờ mình, đúng không? Cổ là quan trọng gì, rửa chén, dọn ăn, mua cà phê, quan trọng gì. Đơn giản thôi, nhưng mà người ta là không được đó. Có ai dám hy sinh cho người khác mà dọn chén không? Có ai hy sinh người khác rửa chén? Ai hy sinh người khác đi mua hết cà phê cho cơ quan không? Có ai dám không? Không có, mình dám nè. Mình nghĩ gì cái yếu tố đó đi. Và mình làm lợi ích cho người ta, mình được phước. Mấy người kia ngồi không có được phước. Cho nên hãy quay lại mà nhẫn nhục đi. Ai sai gì làm đó cũng như mình bố thí vậy đó. Bồ Tát làm cho chúng sanh bố thí đó. Cái việc này không phải ở cơ quan 17 năm y như vậy. Cái việc này là chuyện gia đình của mình. Mình giải quyết không được, mình mới giận cá, mình chém thớt. Mình giận ông chồng mình theo vợ bé vô chém bạn ở trong cơ quan 17 năm làm chung bạn bè chứ còn gì nữa. Đúng không? Mà mình vô đó mình khịch người ta chồng. Nhưng mà tại sao ở trong cơ quan người ta không nói? Tại người ta biết cô này bị chồng bỏ, căng thẳng, gọi là nổi khung khung á. Cho nên đó người ta nín hình, người ta hiểu, người ta thông cảm á. Căng thẳng, stress, trầm cảm, mặt gia đình, người ta nín thinh cho mình thôi. Chứ không phải ai sợ gì mình, nhưng mà đừng có nghĩ vậy. Mình nghĩ ở nơi mình làm việc 17 năm bạn bè thân hữu không, giúp đỡ người ta. Còn nếu giúp không được thì mình nói là em không có khỏe, em gia đình em bị biến cố, em không có khỏe nên mấy chị tự làm. Mình nói một câu người ta cũng mát bụng, đúng không? Hơi đau người ta bây giờ là ai nhờ chửi. Chửi ghét rồi người ta nói tưng tưng. Rồi gặp thầy, thầy ơi thầy thấy con có tưng không? Thầy là thầy mới biết bữa nay chứ đâu có biết 17 năm đâu biết tưng. Hỏi những người trong cơ quan mình làm chung mới biết. Nè hỏi chồng á mới biết. Là trời con hỏi không ai dám trả lời, chứ là đúng rồi, vậy là tưng thiệt rồi đó. Chứ còn mà không có tưng là hỏi là người ta trả lời rồi, tỏi hỏi người ta không dám lời trả lời, người ta sợ mình tưng đó, ta không dám trả lời. Cho nên đó thầy là thôi làm ở cơ quan cũ đi, đừng có đi đâu khác vậy nha. 17 năm đi chỗ khác khổ lắm, đang tưng tưng này qua là người ta đâu có dám nhận phỏng vấn rớt vòng gửi xe bây giờ nè, chứ đi đâu. À, con vậy gắng làm rồi, không biết bữa nay ngon chưa, không biết nữa. Bởi vì nhầm khi cũng khổ, phải trên đời. Nên cái may mắn đến với mình đó, thì đó là một điều tốt. Nhưng mà nó tốt lúc này thôi, đâu phải may mắn đến hoài đâu. Cho nên may mắn đến cũng đừng ỷ lại, mình cũng đừng có ngã mạn đối với nó. Nhưng mà xui xẻo nó đến á, thì cũng đừng có mất lòng tin với cuộc đời này. Tại nó cũng không mới đến hoài đâu. Hãy kiên nhẫn chờ đợi đi. Nó đến hồi nó hết giờ đó. Mới đầu nó đến dập. Từ từ nó thưa ra. Cái quan trọng nhất là thái độ mình với nó. Hãy nhìn vào nó đi. Nhìn vào nhân quả nghiệp báo. Nhìn vào nó đi.
Nó bị cái chỗ nào mình giải quyết đúng chỗ đó trên cách bình tĩnh mà mình giải quyết, đó là nói về đời sống. Giải quyết hai cái nơi, đó là giải quyết trên đời sống, giải quyết trên tâm hồn của mình, giải quyết thái độ của nó. Cho nên đó, một cái tâm hồn của mình là tâm hồn tu tập thì người ta không có quan trọng gì ở thế gian nữa chứ. Nếu người đó muốn tu giải thoát giác ngộ thì trên thế gian này không còn gì quan trọng hết. Cái lý tưởng của ta là cái lý tưởng tu hành đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, là lý tưởng theo Phật. Cho nên những cái gì tồn động ở thế gian này mình cho nó là thứ yếu hết. Tại vì mình cho nó là trọng yếu, cho nó là quan trọng, nên mình giận thần sân si nói mình cho nó thôi bình thường, xong chứ có ở đâu. Mình xem thường nó. Mà tại sao xem thường nó? Tại vì mình xem trọng Phật Pháp. Mình xem trọng Phật Pháp, xem trọng tu hành, nên mình xem thường tất cả những chuyện xảy ra thế gian, đó là quả báo. Dầu cho nó tốt đẹp hay là dầu cho nó không tốt đẹp thì đó cũng là cái chuyện thường tình của nhân quả nghiệp báo thế gian mà thôi. Nên thái độ của mình đối với những cái xấu xa, thái độ kiên nhẫn. Đối với những cái tốt đẹp, cái thái độ khiêm tốn. Làm được như vậy thì không có sợ gì hết. Gặp đâu sửa đó, gặp đâu giải quyết đó, bệnh đi khám bệnh uống thuốc. Người kia dữ quá tránh né không gặp mặt. Lỡ làm này sai làm kia sai sám hối sửa lại. Tức là mình quan sát từng ly từng tí có chỗ nào thì tùy cơ ứng biến đối với chỗ đó, không sao cả. Tất cả đều là thứ yếu, đều là không quan trọng ở trên thế gian. Đừng bao giờ xem thế gian là quan trọng, tại vì thật sự nó không quan trọng. Có gì quan trọng? Thấy tắt thở hết, không có gì quan trọng. Nhầm khi còn giữ bí kíp, người ta học không chỉ đâu nữa, rồi tắt hơi cái đi luôn, ôm theo luôn. Nó tiếc không? Nên bây giờ mình có bí kíp gì cứ chỉ người ta đi, dạy người ta, chỉ người ta đi. Đừng có bí kíp rồi mật truyền rồi này nọ. Nên có những cái ngành nghề á, một thầy truyền cho một trò, tới người trò truyền không kịp mất luôn ngành nghề đó. Có những cái ngành nghề mà cổ truyền cổ phương để lại nó hay lắm, nhưng mà lại truyền cho một người đệ tử một, truyền gì truyền vậy rồi mất gốc. Vào thời Đức Phật, Phật giáo không có bí truyền. Người ta nói mật giáo là bí truyền, không có. Đức Phật không có bí truyền. Những ai không biết cái gì Đức Phật dạy cái đó thôi, chứ không có bí truyền. Nên Phật giáo không có bí truyền. Mình cứ nghĩ là Phật giáo truyền thừa bí truyền, Phật giáo không có bí truyền. Tuy nhiên có những cái thầy truyền sang trò, có. Nhưng nó không phải thuộc dạng bí truyền như ở bên ngoài. Mà tại vì cái người học trò này mới có thể lãnh hội được, còn người khác không lãnh hội được, nên vì đó không truyền, chứ không phải là bí truyền theo kiểu bên ngoài cái làng nghề người ta truyền. Ví dụ như cái nghề nhộm đó, công thức đó như vậy phải truyền cho một người trong gia đình thôi, không truyền cho người khác. Nhất là đông của mình á, nặng nề nhất là ông trai na truyền. Mình coi phim á, có đôi phim á thấy chuyện bí kíp đời này qua đời kia, nội là vẽ thôi, sơn thôi, hay khắc mộc, khắc gỗ thôi là cũng chuyện, hoặc là cái mung, mấy mung bánh á, hoành thánh, rồi ví dụ nó chuyện đặc biệt từ đời này tới đời kia, các công nghệ làm mà có những món làm cầu kỳ ghê gớm lắm. Bí truyền, bí kíp. Học võ thì bí kíp 10 món, dạy nhỏ có 7-8 thôi. Còn lại món không dạy, đó là bí kíp. Còn nhầm khi ông thầy á, ông thấy học trò của mình á, nó không có đàng hoàng, cho nên ông dạy không hết thì cái chuyện đó không nói. Còn mình giấu lại nghề á thì làm chuyện khác, gọi là giấu nghề á làm chuyện khác. Cho nên đó quý vị, cuộc sống mình á thì nó không có dựa vào cái mà người tốt người xấu, mà cái quả báo nó đến mà dựa vào duyên. Mà duyên á, có những khi chúng ta biết thì chúng ta tạo, nhưng có những khi chúng ta không biết nên chúng ta không thể tạo được duyên. Cái nào biết mình chủ động cả tạo, nhưng mà đa phần là duyên thụ động.
Thụ động nghĩa là đến hồi nào mình không biết nữa, mình đi quay đụng nó. Chứ còn mình không có sắp xếp trước cho nó. Nên nó duyên đến với mình đó là đa phần là thụ động chứ không phải là chủ động. Do thụ động nên chúng ta không có lường trước các vấn đề. Còn chủ động thì mình lường trước vấn đề. Nên cái việc này xảy ra, việc này xảy ra mình hay giật mình. Trời ơi, thấy vậy sao vậy? Có sao đâu, duyên nó đủ rồi. Mà duyên nó âm thầm nó đủ. Có nhiều người muốn đi tu mười mấy năm, tu hoài tu không được. Nhưng mà khi cái duyên có chút xíu tu được, đi tu luôn. Cái mình giật mình ta, trời sao hôm qua thấy còn chửi lộn, bữa nay đi tu. Ví dụ như vậy đó, duyên nó tới, đủ người ta đi à. Ví dụ như mình nói sửa chùa 3-4 năm liền, sửa đâu được. Tới duyên tới mình cũng sửa. Nó đơn giản cất nhà không vậy đó. Nhằm khi có nhiều người đi mua nhà này nhà kia, nó không được, rồi cuối cùng cái duyên nó tới, ta cũng có cái nhà. Nên nhà mình cũng là duyên, đất cũng duyên, nhưng mà nó không phải duyên mãi mãi. Nó hết duyên thì cũng hết. Thì vậy đó, có duyên gặp nhau, hết duyên cũng hết gặp ở trên đời. Cho nên ở trên đời mình đừng có là nương tựa chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. Hãy nương tựa với Phật Pháp mà mình tu thì cái đó mình chắc chắn. Còn những cái khác dĩ nhiên nương tựa, nhưng mà nó không phải là cái gốc, nó không phải là cái chắc chắn nhất ở trên đời. Có những khi nó vỡ tan. Chỉ có nương tựa Phật Pháp, tự mình dành một thời phá biểu cho mình tu tập. Tự mình đó là lên cái lịch cho mình tu tập. Ai ai cũng vậy, phải có cái lịch tu, có một cái lý tưởng. Lý tưởng là cái mình hướng đến, mình xây dựng con đường hướng đến trong tương lai. Từ đây tới tương lai xây dựng con đường là đường mình đi. Đường đời và đường tu hai cái đường khác nhau. Trên đường đời mình xây dựng con đường tu ở trên đường đời á. Rồi con đường tu đó mình mới chi tiết tu ở trên hàng ngày. Hàng ngày là chi tiết tu. Nhưng mà hoạch định con đường tu là mình tu theo kiểu nào, như thế nào, hoạch định cái định hướng cho mình. Rồi chi tiết tu là hàng ngày. Còn trên đường đời phải làm gì, sống là trên đường đời. Có nhiều người hai cái đường này kết hợp lại, đường đời và đường tu kết hợp lại. Đi trên đường đời và mình tu trong đường tu. Còn có những người á, là tu trên đường tu mà rời khỏi đường đời là những người xuất gia. Còn người ở tại gia đi trên đường tu cùng với đường đời song 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 hành. Vừa làm vừa tu, vừa kiếm tiền vừa tu. Còn có những người rời khỏi đường đời và đi vào đường tu. Và có những người 50-50, có nghĩa là đời một chút rồi đường tu một chút, đó là giai đoạn chuyển tiếp. Có người như vậy, tại vì hoàn cảnh nó không có hợp lý, duyên trần nó chưa đủ, nó bị vướng cái gì đó. Nhằm khi những người xung quanh cản, mà tới cùng không ai cản hết, tự nhiên mình không dám tu, mình không dám muốn nữa. Tại vì chưa có đủ duyên. Duyên nó nhiều thứ duyên lắm. Nếu mình đừng có trách ai chứ nghe, trách ở chỗ mình không tu thôi. Ở chỗ nào tu cũng được. Còn về mặt thế gian thì phải đủ duyên. Còn tu tâm chỗ nào tu cũng được. Đi làm tu cũng được, ở nhà tu cũng được, có tóc tu cũng được, không tóc tu cũng được, trong chùa tu cũng được, ở ngoài đường tu cũng được. Thì tất cả đều là phải có định hướng theo lý tưởng của mình, rồi đường đời như thế nào. Và cái chi tiết tu hành trên một ngày, mình phải nhớ điều đó để mình chia ra, để em thường quên. Quên tu nó ổn. Còn mấy phút thì trả lời câu hỏi cho quý vị. Câu 1: Thưa thầy, cho con hỏi xả trượt rồi, vậy đất đó người khác vô ở có bị bệnh giống mình không? Xin thầy giải thích. Xả trượt nó đi vào trong lòng đất, đi luôn nguyên cái trái đất, chứ không phải là xả trượt cái cục trượt nó còn nằm đó. Nên trượt nó bị lực của trái đất hút, vũ trụ nó hút hết này, hút vào lòng đất. Trọng trượt nó chìm như thủy ngân vậy, nó chìm đất, nó chìm đi nguyên cái khối đất lớn quá. Mà mình trượt có chút xíu đây, hạt bụi mà thảy xuống biển đâu có nhầm gì. Cho nên người khác nằm chỗ đó không sao. Cái động tác xả trượt á,
là nó kết hợp giữa hai động tác, trượt trên thân và trượt ở trên tâm. Cho nên á, là trượt ở trên thân á, là mình phải chéo hai cái tay để ngoài sau này và ngay người ra ngoài trước. Hít thở, thân buông lỏng, nằm dưới đất, không được nằm ở trên giường. Còn tâm á, thì thả lỏng, vô ký. Vô ký, không suy nghĩ gì hết, vô ký, gọi là vô ký không. 1, 2, 3, buông, nằm đó. 5 phút, 10 phút, 15 phút là tốt nhất, không cần nhiều. Vô ký. Vô ký nghĩa là không suy nghĩ gì hết, không có tâm gì hết, không buồn vui, hận giận ghét ghen gì hết, đã là đưa nó về trạng thái không không, mà biến quá âm dương để mình xả trượt mà. Nằm đó đi, hít thở đều, hít thở đều, không suy nghĩ gì hết, vô ký. Thân thả lỏng, không căng thẳng chỗ nào hết, buông lỏng về phía trọng lực là được. Câu 2: thưa thầy, con phát tâm giúp đỡ cho mọi người, nhất là người thân, từ tiền bạc đến công sức, con không vụ lợi và không có điều kiện, nhưng rồi họ không bao giờ nghĩ đến điều con đã làm cho họ. Trong lúc khó khăn, ngược lại còn không giúp lại con trong lúc con cần, không đối xử tốt với con chỉ thấy buồn chứ không oán trách. Xin thầy cho con hỏi, con mắc nghiệp gì? Mắc nợ người ta, bây giờ trả mà không có vui vẻ. Mắc nợ người ta đó, giật hụi, giật nợ, cho vay nặng lãi, tiền góp, mượn tiền người ta không trả, lừa đảo người ta, dần dần. Bây giờ mình mới hết lòng hết dạ. Mà những người mình thiếu nợ là nằm ở trong gia đình mình, chứ không phải người thiếu nợ bên ngoài, gọi là quan gia trái chủ đó. Cho nên bây giờ mình phải trả, mình phải giúp, giúp cho người ta nhưng mà không ai nhớ chứ. Trả nợ tôi cần nhớ, con nợ để làm gì, trường hợp chưa trả tôi mới nhớ, trả rồi nghĩ nhớ. Ta nhớ người yêu người ta không sướng hơn nhớ con nợ hả? Ta để tâm ta nhớ người yêu chứ ai người để tâm nhớ con nợ. Nên trả rồi á thì thôi chứ ai nhớ làm gì. Trả nợ người ta, cái bây giờ mình cần cái kêu cái người mà chủ nợ mình á giúp lại. Sao thấy nó hơi bị sai sai vậy nghe? Sao con bây giờ cần ta không có giúp lại? Ông trả nợ người ta chứ không phải cho mượn. Cho mượn khác, tôi cho mượn á, anh mượn bây giờ tôi cần anh cho tôi mượn lại, đó là công bằng. Còn trả nợ là không có vụ mượn lại à. Đi vay tiền ta, vay vô ngân hàng, bây giờ á mình trả cho ngân hàng hết, bây giờ mình cần kêu ngân hàng giúp cho mình, lợi đó mà vay chứ giúp gì. Lợi đó phải làm thủ tục vay cái mới, chứ làm gì có ngân hàng tự động, khi mình cần ngân tự động giám đốc ngân hàng xuống đưa tiền mình. Không có đâu nghe, đừng mơ giữa ban ngày nghe. Cho nên trong cái trường hợp này không phải là trường hợp mình cho người ta mượn, mà mình trả nợ tiền khiêng ở trong kiếp trước, nên nó sanh ra một cái hoàn cảnh như vậy đó. Nên đừng có buồn. Mỗi khi mình giúp đỡ người ta, mỗi khi giúp đỡ người thân, mình nghĩ là thi ân bất cầu báo là đúng rồi đó. Hồi nãy nói câu trước thi ân bất cầu báo, câu sau con khó khăn tao không giúp con. Câu trước câu sau thấy bất nhất rồi nghe. Giúp giúp thôi kệ đi. Mình đã làm hoàn thành cái trách nhiệm của mình đối với gia đình, là khi người ta cần mình giúp. Còn khi mình cần tao không giúp là người ta không hoàn thành trách nhiệm gia đình đối với mình, vậy thôi. Cũng đừng có đòi hỏi thế gian quá. Tại thế nó còn gian mà đòi hỏi gì, nó có chữ gian phải mà thế ngay thì được. Ví dụ thế ngay thế thẳng thì được, mà thế là thế gian. Nên ở trong thế tục mà nó còn gian nữa thì thôi,
Buồn chi, khổ làm chi. Nên nó gọi là chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Đó là nhân quả nghiệp báo của mình. Câu 3: Thưa Thầy, cho con hỏi, con có nghe nói đến hạnh của đất, nước, gió, lửa, hạnh hiếu là hạnh Phật. Có phải được hiểu là khi con bị vùi dập trước phong ba bão táp của cuộc đời, rồi mới chạnh lòng nhớ đến công ơn cha mẹ, như là cây có gốc mới nở nhành xanh ngọn, không có gốc thì cây héo. Thầy có thể giảng thêm về điều này không? Con xin tri ân thầy. Cái câu này với đất nước gió lửa sao thấy nó chết chết sao ta? Bây giờ hạnh của đất nước gió lửa và hạnh hiếu, thật ra là tu theo hạnh đất nước gió lửa nghĩa là gì? Đức Phật ngài quan sát về tính chất của đất, của nước, của gió, của lửa. Tính chất nó tự nhiên, nó dung chứa và nó vô phân biệt. Ví dụ như lửa cháy không phải là nhà giàu nó mới cháy, nhà nghèo nó không cháy. Đất không phải là ông giàu trồng nó lên cây mà ông nghèo trồng nó không lên cây. Rồi đất đổ nước xuống thì nó thấm vô lòng đất, mà mình đổ phân, đổ rác vô đất, đất nó đẩy ra, không có. Gió nó thổi, nhà giàu nó cũng thổi vô, mà nhà nghèo nó cũng thổi vô. Người tốt nó cũng thổi tới, mà người xấu nó cũng thổi tới. Nên đất, nên nước, nên gió, nên lửa là tứ đại minh, là bốn cái thành tố để hợp thành nên tứ đại, hợp thành nên sắc tướng. Cho nên nó có những tính chất như vậy. Cho nên đó là mình tu để vô phân biệt trí thì mình tu theo hạnh đất, nước, gió, lửa. Vô theo hạnh vô phân biệt trí có nghĩa là chúng ta rời khỏi tục đế, đi về chân đế mới là trí tuệ vô phân biệt. Còn ở tục đế là còn danh chế định, nghĩa chế định, còn phân biệt đúng sai, cao thấp, đẹp xấu. Còn mà vô phân biệt là về với chân đế. Cho nên đó là người ta rời khỏi tục đế. Nên đất tu thành đất dung chứa tất cả các cái trên đời này, ai đổ gì cũng được, chứ không giận, giận ghét ghen chẳng. Có nghĩa là ta chửi mắng được, ta khen được, nó hạnh đất. Giống hệt như đất mà đạo lỗ đổ phân vô đất cũng không nói gì, thậm chí thảy cục vàng xuống đất, đất cũng chẳng nói gì. Hạnh của đất, hạnh của nước lan tỏa hết, chỗ nào nước cũng chảy tới hết, đất gì cũng chảy tới, nước thúi, đất sâu, đất gì nước cũng chảy tới. Nó dung chứa, nó khoan dung, nó độ lượng, nó không có phân biệt. Và nước nó dung chứa hết. Mình thấy gì xuống nước nó cũng chịu chứ, thấy vàng xuống cũng chịu, thấy bọc phân xuống nước cũng chịu, nó cũng vẫn là. Nhưng nó dung chứa xong nó mới quá giải hết cái đó, trở thành nước trong. Vậy thôi, anh thảy gì xuống biết thời gian thôi là tôi sẽ cho anh trong vắt hết. Thảy xuống biển hết là nước nó dung chứa và nó quá giải hết. Do đó tâm của mình như đất, như nước, như gió vô phân biệt. Không nghĩ đó là ai, nghĩ tới gì chứ, cứ thảy vô đi tôi sẽ quá giải, tôi đổ hết. Nên cái gì thảy vô đất thời gian lâu mau nó cũng thành đất. Cái gì thảy vô nước thời gian lâu mau sẽ thành nước. Cái gì thảy vô gió thời gian lâu mau sẽ thành gió. Cái gì thảy vô lửa thời gian lâu mau nó thành lửa. Như vậy thì tất cả các cái nó tan trong đó. Cho nên đó, tâm của mình cũng vậy, là sẽ dung hòa quá giải hết tất cả những cái thế gian sầu thương oán giận buồn phiền. Thì đó mới gọi là hạnh của đất nước gió lửa. Còn bây giờ đang nói tới hạnh hiếu. Đang nói tới cái hạnh hiếu là hiếu thảo với cha mẹ. Không phải là người bị sóng dập gió dùi rồi bị nhào lên lộn xuống mới phát tâm hiếu thảo cha mẹ. Mà hiếu thảo cha mẹ này nó ở cấp độ thế gian thì là chúng ta theo truyền thống của Á Đông
là cha mẹ nuôi mình, khi về già mình nuôi lại cha mẹ, cha mẹ thương mình thương cha mẹ. Đó là truyền thống ông bà con cháu chích chắc, nó truyền thừa từ đời này sang đời khác để tồn tại một gia đình và một xã hội. Về phương diện Phật pháp, có tuệ xen vào người ta mới thấy, thấy công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao dạy dỗ, cha mẹ rất nặng nhọc với con cái, tình thương của cha mẹ tình thương thiêng liêng một chiều đối với con cái như tình thương của chư Phật chư Bồ Tát đối với vô lượng chúng sanh. Nên trong Phật pháp cũng ví cha mẹ là Phật ở trong nhà, chứ thực cha mẹ mình đâu phải Phật, nhưng mà cha mẹ đối với con cái như tình, gọi là lòng từ bi mà Đức Phật đối với chúng sanh chẳng khác nhau. Cho nên ta ví cha mẹ như là Phật, như là chứ không phải là, như là một lối so sánh về một cái tính chất, về một cái sự việc, mà ở đây cái tính chất đó là tính chất thương yêu hy sinh cho con, giống như chư Phật chư Bồ Tát thương yêu và hy sinh cho tất cả chúng sanh. Nên cái đức tánh đó cũng giống như là đức tánh Phật, nên ta gọi là cha mẹ là Phật ở trong nhà. Chứ thực ra cha mẹ mình còn tham sân si mà Phật đâu Phật. Nhưng mà ta đang so sánh cái đức tánh này với đức tánh chư Phật Bồ Tát, thì cha mẹ mới có với con cái, chứ con cái không có có cái đó. Cha mẹ không bao giờ nói con cái là Phật ở trong nhà cả, mà cha mẹ mới là Phật ở trong nhà, có đúng không? Cho nên xét về mặt Phật pháp á, là ta dùng tuệ phân tích, thấy công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao dạy dỗ của cha mẹ hy sinh hết lòng cho con. Nên một cái người mà gọi là cái người đàng hoàng á, cái người mà thấu đạt lý tình, cái người hiểu nhân quả nghiệp báo, người có tuệ tư duy, họ mới thấy là mình phải hiếu thảo cha mẹ của mình. Tại vì cha mẹ của mình hết lòng thương yêu bảo bọc nâng đỡ cho mình tới bây giờ có ngày hôm nay, thì mình là một người có trí tuệ, có đạo đức, thì dứt phát mình phải đền đáp lại ân nghĩa này. Nếu không đền đáp ân nghĩa này là mình không có đạo đức, mình không có đủ tuệ. Mà không có đạo đức không có tuệ thì làm sao thành thánh, làm sao mà giải thoát, làm sao giác ngộ. Cho nên á, là mình phải hiếu thảo cha mẹ mình ở những cái chừng mực nào mình có thể, chứ không được quên ơn công sanh thành dưỡng dục cù lao. Cho nên người nào mà làm đạt được vậy thì người đó sẽ thành thánh ở trong tương lai. Đó là về hiếu thảo, chứ không phải cái vụ mà là nhồi lên mà nhả xuống rồi mới có tâm hiếu mới khởi lên, đó là không phải. Mà tâm hiếu nó xuất phát từ góc độ thế gian truyền thống, từ góc độ của Phật pháp về trí tuệ tư duy. Nên thấy đó là luật công bằng của vũ trụ. Và Đức Phật nói là ba loại phước báo lớn nhất thế gian, trong đó có loại phước báo hiếu thảo chăm sóc cha mẹ. Thời hết giờ người ta nghỉ, mà sao người ta học tiếp. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã chia sẻ vào buổi tối hôm nay, cũng thông qua cái lớp học online cũng nhắc quý vị về có nhiều người lầm về người ta bán thuốc ở trên mạng Facebook, nói là chùa thầy bán, chùa thầy không có bán thuốc, người ta chỉ lấy cái đoạn video thầy dạy rồi người ta lồng ghép để người ta quảng cáo người ta bán thuốc thôi. Có khi là chúng ta gặp một người rất là tốt, và có khi chúng ta gặp một người rất là xấu. Có khi có những việc mà chúng ta lường trước, có nghĩa là nằm trong sự tính toán của mình. Và có những khi những cái việc nó thuộc về là ngoài sự tính toán của mình, tức là ngoài sự suy nghĩ của mình, là bất ngờ nó xảy ra, mình không ngờ được luôn. Như vậy thì cuộc sống là như vậy, nó muôn màu muôn vẻ. Tại cuộc sống nó biến hiện, thứ nhất là nó biến hiện bởi nghiệp quả. Nó đến đủ duyên thì nó đến, cho nên cái nghiệp nó đến hồi nào mình cũng không biết. Cái thứ hai á, là nghiệp nhân của mình gieo và những người xung quanh gieo, ngẫu nhiên, người ngẫu hứng mà gieo. Như vậy chúng ta cũng không ngờ được làm ta gieo cái đó luôn.
Cái thứ ba nữa là cái tâm và cái ý ở phía bên trong của họ tùy vào cảnh mà nó xuất hiện, cho nên chúng ta cũng không ngờ luôn. Không ngờ là cái tâm họ như vậy, không ngờ cái ý họ như vậy, không ngờ là họ đã nói như vậy, họ đã làm như vậy. Và mình không ngờ là cái hoàn cảnh nó đưa đến như vậy. Cho nên á, ở trong cuộc sống này không phải là sự sắp đặt của mình. Tất cả những cái xung quanh không phải là sự sắp đặt của mình, không phải là cái sự đo lường của mình một cách chính xác. Thứ nhất, nó không phải là cái mình sắp đặt. Cái thứ hai, nó cũng không phải là cái mà mình có thể suy nghĩ thấu đáo về nó được. Có thể chúng ta suy nghĩ một phần thôi, chứ không thể là chúng ta biết hết những cái gì nó sẽ xảy ra trong tương lai được. Nếu chúng ta suy luận logic, mình biết về nó rất là nhiều, nhưng mà chưa chắc nó đã xảy ra theo cái mình biết. Cho nên á, mình luôn luôn lúc nào cũng bị động với những cái xung quanh. Như vậy thì cái mà bị động cái xung quanh đó, nếu con người mình á, tâm mình bị động theo, mình sẽ rất là đau khổ với những cái xung quanh. Còn nếu mà mình chủ động, cái tâm mình chủ động với cái bị động, thì cái đó á, gọi là tùy duyên á. Có nghĩa là tâm mình chủ động với cái bị động. Nghĩa là bị động là gì? Là cái nó không phải là nằm quyền kiểm soát của mình, cái mình không có suy lường trước được, cái mà mình không thể hiểu thấu đáo về nó. Nhưng mà nó đến trước mặt mình, nó đến, nó xuất hiện trong đời mình, nó ở bên cạnh mình, dần dần. Thì chúng ta hãy lấy cái tâm chủ động, lấy tâm chủ động của mình để ứng phó với cái bị động mà hoàn cảnh nó đem đến. Thì cái đó là một cái thái độ tùy duyên. Như vậy tùy duyên là gì? Tùy duyên có nghĩa là tùy thuộc vào hoàn cảnh mà mình có thể chấp nhận hết tất cả hoàn cảnh đó một cách rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng, thanh thản với tất cả bất kỳ những gì nó đang xảy ra xung quanh mình. Tùy vào nó xảy ra cái vấn đề gì thì chúng ta sẽ hóa giải cái vấn đề đó ở trong tâm của mình cách chủ động. Thì đó được gọi là tùy duyên. Nói một cách nhẹ nhàng hơn nữa là chúng ta tùy cơ mà ứng biến với tất cả những cái gì nó đang xảy ra xung quanh của mình. Tùy cơ ứng biến với tất cả những gì đang xảy ra xung quanh mình theo một cái chiều hướng là tốt nhất cho mình và cho mọi người xung quanh. Như vậy thì trong nhà Phật có giáo lý tùy duyên. Quý vị nhớ là trong thập hạnh phổ hiền Bồ Tát á, thì cái hạnh thứ 9 á, là tùy thuận chúng sanh. Có nghĩa là chúng sanh á, quan tâm cái gì, chúng sanh á, là muốn cái gì, thì mình nương vào đó mà độ chúng sanh. Thì đó là tùy thuận. Đó là cũng là một hạnh tùy duyên đó. Tùy vào hoàn cảnh mà chúng ta chủ động trên cái hoàn cảnh đó, thì đó thì gọi là tùy duyên. Như vậy thì ở cuộc sống này, nếu chúng ta không tùy duyên, chúng ta chống lại nó, chúng ta không tùy duyên, chúng ta có thể phản kháng lại nó. Chúng ta không tùy duyên, chúng ta có thể sân si đối với nó. Thì cái cuối cùng, cái thiệt hại là ai? Là mình. Cái thứ nhất thiệt hại là mình. Cái thứ hai nữa là mình gieo nghiệp nặng, nghiệp ác với những cái xung quanh. Nếu chúng ta với cái tâm sân mà đối đãi với hoàn cảnh xảy ra nghịch ý nghịch lòng đó. Cho nên cái sự tùy duyên ở trong cuộc đời này là cái chủ động của tâm mình với tất cả các hoàn cảnh, làm sao cho nó được ổn thỏa đối với tất cả hoàn cảnh. Để làm chi? Đối với người tu á, làm gì để làm chi? Để mình được an lạc, để mình rảnh tay mà mình tu. Còn nếu mà chúng ta quan tâm với tất cả những cái mà chúng ta không tùy duyên đó với nó đó, thì là chúng ta phải đối phó, phải ứng phó, phải suy nghĩ, phải lo lắng, phải sợ hãi với nó, thì mất hết thời gian rồi. Không còn thời gian ta thực hiện được ước mơ, cái hoài bão của chính mình. Cho nên giáo lý tùy duyên là một cái giáo lý mà nếu chúng ta áp dụng vào trong đời sống ta sống, thì chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ và hoài bão của mình. Dầu bất kỳ hoàn cảnh gì xảy ra, chúng ta phải chủ động đối với nó. Tùy vào hoàn cảnh mà chúng ta chủ động đó, thì đó gọi là tùy duyên. Như vậy á,
Quý vị thấy là thuyết nhân duyên là gì? À, nhân duyên có nghĩa là đủ điều kiện để hình thành đến một pháp và đủ điều kiện để hoại diệt đi một pháp. Đó là nhân duyên. Duyên là hội ngộ, nhân là cái nguyên nhân, hội ngộ những nguyên nhân để đi đến những kết quả. Có hai kết quả, một kết quả hình thành và một kết quả hoại diệt. Tại vì cuộc sống này là cuộc sống sanh tử, cuộc sống sanh diệt, sinh ra rồi biến mất. Cho nên cái gì hình thành nó phải đủ điều kiện để hình thành, và nó mất đi nó cũng đủ điều kiện nó mất đi. Thì nó đủ điều kiện nó hình thành mà chúng ta chống lại nó, chúng ta không vừa ý nó, chúng ta sân si với nó, thì là mình bị dại. Đó không phải là cách xử lý khôn ngoan. Nên sống tùy duyên là cách xử lý khôn ngoan nhất đối với người thông minh. Bây giờ ví dụ như cái sự việc nó xảy ra, nó đã đủ duyên nó xảy ra rồi, mình ngăn cản nó được không? Không ngăn cản. Mà mình sân si với nó vẫn xảy ra. Mình ngăn cản nó vẫn xảy ra. Mình là chống lại nó vẫn xảy ra. Nếu vậy thôi gì á, thì người ta hãy quan sát, chấp nhận nó. Chấp nhận nó là gì? Chấp nhận nó xảy ra, chứ không phải là a tòng theo nó. Chấp nhận nó xảy ra có nghĩa là ở trong tâm mình vẫn bình an khi nó xảy ra, gọi là chấp nhận. Nó xảy ra mình vẫn bình an. Chấp nhận nó chứ không có nghĩa là đồng ý với nó. Cái chấp nhận nó với cái đồng ý nó hai cái khác nhau nha. Đồng ý là mình cho nó là đúng đó, theo ý mình đó là mình đồng ý. Còn chấp nhận nó là nó như thế nào đi nữa mình không có phản kháng. Còn mình đồng ý với nó có nghĩa là mình nói nó đúng đó. Còn mình chấp nhận nó có nghĩa là mình hiểu về nhân duyên, nên chúng ta không có phản kháng với nó thì gọi là chấp nhận nó. Nên cái thái độ chấp nhận với hoàn cảnh xung quanh, đó là thái độ người thông minh, chứ không phải là đồng ý. Đồng ý nó khác cái chấp nhận. Chúng ta không có đồng ý. Có thể có những cái mình đồng ý, có những cái mình không đồng ý, nhưng cái nào cũng chấp nhận hết. Người ta như vậy thì người ta mình vì cái nào ông cũng chấp nhận hết, vì ông nhu nhược sao? Không, chấp nhận khác cái nhu nhược. Nhu nhược là phục tùng hết thì gọi là nhu nhược. Chấp nhận hết, chấp nhận ở đây là gì? Là tất cả những gì xảy ra chúng ta không có thái độ. Đó là chấp nhận đó. Tất cả những gì đang xảy ra chúng ta không có thái độ đối với nó. Đó là chấp nhận, chứ không phải là mình phục tùng nó, lòn cuối nó. Như vậy là nhu nhược. Không, chấp nhận này không phải là nhu nhược. Như tùy duyên cũng không phải là nhu nhược, là tùy vào hoàn cảnh mà mình chủ động chấp nhận và giải quyết đó một cách có lợi nhất cho mình và lợi nhất cho người. Có một đoạn kinh Đức Phật dạy đối với sự khôn ngoan là gì? Là trước một hành động, người khôn ngoan á, trước hành động làm lợi mình lợi người là người khôn ngoan nhất. Làm hại mình hại người là người ngu nhất. Còn lợi mình mà hại người là ích kỷ nhất. Còn lợi người mà thiệt hại mình á, là hy sinh nhất. Lợi cho người ta không thiệt hại mình gọi là hy sinh. Còn lợi mình mà hại người đó là ích kỷ. Bản thân mình ích kỷ cá nhân. Còn lợi mình lợi người là khôn ngoan nhất. Còn hại mình hại người là ngu nhất. Trước một hành động mà người ta tiếp xúc, cách ứng xử nó với một hành động xảy ra xung quanh với mình. Như vậy tùy duyên là gì? Tùy duyên là chúng ta quan sát những cái gì đang xảy ra, chấp nhận nó và tìm cách để giải quyết vấn đề có lợi nhất, có lợi nhất trong hoàn cảnh đó, chứ chưa chắc đã là lợi cả đôi bên. Có thể lợi một bên mà hại một bên, hoặc là bên lợi ít chứ không lợi hết. Nó là tốt nhất trong hoàn cảnh đó rồi đó. Thì giáo lý tùy duyên không phải là cái tuyệt đỉnh để giải quyết một vấn đề hai bên cùng có lợi, mà cái tùy duyên là để giải quyết vấn đề lợi ích nhất trong hoàn cảnh đó. Có những cái mình không thể nào mà mình giải quyết vấn đề là cả tốt cả đôi bên được, nhưng mà giải quyết vấn đề ít thiệt hại nhất đôi bên. Giáo lý tùy duyên nó sẽ đem đến đó, ít thiệt hại nhất chứ không phải là lợi ích nhất. Hai đó nó khác nhau. Như vậy thì ở đây có những điều
mà một cái người sống tùy duyên xử lý một cách khôn ngoan. Cái điều thứ nhất á, dầu cho bất mãn những cái đang xảy ra, mình cũng phải tùy duyên. Bất mãn cái đang xảy ra là gì? Là chúng ta hài lòng cái xung quanh, không có hài lòng. Nó xảy ra mình không hài lòng, không theo ý mình, không hài lòng. Không hài lòng á, đáng lẽ mình chống lại, không tùy duyên. Bây giờ ví dụ như á, mình đi đâu đó, mới dẫn xe ra đường kẹt xe hai bên, đi không được nữa. Vậy mình làm gì? Bây giờ đi không được nữa, gào hết hai bên này, hai bên bị accident, sao nó gào hết hai bên này. Thì lúc đó là tùy duyên, là dẫn xe ngược lại vô, không đi nữa. Chứ không phải chống lại nó, không phải đứng đó gào thét kêu la. Dẫu có gào thét kêu la thì nó cũng đâu có cho mình đi. Vậy thời gian đó mình làm chuyện khác, chứ mắc gì phải đứng đó gào thét kêu la. Ta tùy duyên có nghĩa là dầu cho bất mãn, dầu cho không đồng ý, những cái gì xảy ra xung quanh, chúng ta cũng phải tùy duyên đối với nó. Có nghĩa là chấp nhận nó và tầm cách tìm cách giải quyết. Thứ nhất ít thiệt hại, thứ hai lợi ích nhất. Cái người khôn ngoan ta giải quyết vấn đề, thứ nhất là ít thiệt hại nhất, cái thứ hai là lợi ích nhất. Hai cái mà ta kèm theo để giải quyết vấn đề. Ví dụ trong trường hợp đó ít thiệt hại là mình thấy không có cách nào mà giải phóng được, là đi ra khỏi nơi đó được rồi, thì lúc đó mình đợi 5-6 tiếng hồ, đợi chi thôi, quay vô nhà, tại nhà sát bên nhà mình mới đi ra mà. Thì mình quay vô tùy duyên thôi. Có nghĩa là mình chấp nhận đó đó, kẹt xe đó mình chấp nhận, mình không có đồng tình nhưng mà chấp nhận. Tìm cách giải quyết cách thiệt, ít thiệt hại nhất và lợi ích nhất. Thì cái đó là người khôn ngoan đấy. Chứ không phải là người khôn ngoan cố làm theo ý mình. Đó không phải là người khôn ngoan. Người không hiểu giáo lý của tùy duyên, người không hiểu là luân lý, đạo lý của tùy duyên. Người ta cố làm theo ý của mình. Có nhiều người nói là tôi đã quyết định rồi, dầu cho trời sập tôi cũng làm. Nghe nó hay, nhưng ông cố chấp ông ơi. Khi ông quyết định thì sự việc nó chưa xảy ra như vậy. Còn bây giờ sự việc nó đã xảy ra như vậy rồi. Bây giờ ví dụ nè, dứt phát tôi phải mở một cái nhà hàng khách sạn lớn nhất thành phố mình, chuẩn bị nhân lực, tài lực, tiền bạc, sắp mở. Tự nhiên dịch Covid nó đến, đến tôi mở thì mở, tôi đã quyết định rồi, dầu cho trời sập tôi cũng làm. Ơi, đó đâu phải là khôn, đúng không? Làm lỗ chắc, mất hết luôn, kéo mấy năm hết luôn. Bây giờ chưa làm thôi, người ta dừng lại đi, để từ từ hết dịch ta làm. Tùy duyên đấy. Tức là mình chấp nhận cái hoàn cảnh đó, và mình quan sát mình làm sao ít thiệt hại nhất và lợi ích nhất. Cái đó mới là người tùy duyên, chứ đâu phải là người bảo vệ cái ý niệm của mình, quyết định của mình như đinh đóng cột, rồi là dẫu cho trời sập xuống tôi cũng phải làm. Cái đó là người cố chấp. Làm thiệt hại quá trời luôn mà. Đức Phật dạy là cái người mà làm khổ mình, khổ người là người ngu nhất mà. Thiệt hại mình và thiệt hại những người xung quanh. Thì ai làm vậy, đúng không? Cái sự việc nó tùy vào hoàn cảnh. Hoàn cảnh hôm qua như thế này là tốt nhất, nhưng ngày hôm nay cuộc đời nó quá biển dâu, như thế khác mới là tốt nhất. Tùy duyên đấy. Mình tính toán vậy rồi, ngày mai nó xảy ra chuyện khác cũng làm luôn. Tôi đã tính rồi, làm dứt phát phải làm thôi. Ví dụ như mình muốn đi tu, dứt khoát quyết chí cuộc đời này phải đi tu. Cái qua bữa sau sinh mẹ,
mẹ không cho đi là mày đi tao chết, là con quyết rồi, mẹ chết thì mẹ chết, con đi thì con đi. Quý vị thấy vậy đâu phải là tùy duyên. Tùy duyên là bây giờ mình quyết định đi tu mà giờ mẹ không cho, chết lên chết xuống vậy thôi, mình ở nhà mình tu là tùy duyên. Để chi? Để thiệt hại ít nhất cho mình và những người xung quanh. Mà người xung quanh là ai? Là mẹ mình, là người ơn đã sanh thành dưỡng dục cho mình. Cho nên mình tùy duyên đi, không đủ duyên đi tu ở chùa thì mình tu ở nhà. Cái nào cũng tu mà, đâu phải tu nhà không đắc đạo đâu. Tu đúng pháp là đắc thôi, nhưng mà tại vì á, tu ở nhà nó khó đắc hơn. Khó đắc hơn là ở nhà chúng ta đã quan tâm chuyện đời nên chúng ta mất cái thời gian quan tâm chuyện đạo. Mà mình quan tâm cái gì nhiều nhất thì sẽ thành tựu cái đó nhiều nhất. Mà mình ở trong đời mình phải lo cho chồng, cho vợ, cho con, cho cái, cho nhà, cho cửa, cho công việc. Thì chúng ta đã phân từ cái tâm mình nó phải phân hai rồi. Phân giữa đạo và đời nó phân hai. Đời nhiều đạo ít hoặc là đạo nhiều đời ít vậy thôi. Nhưng mà cái người mà xuất gia và thời Đức Phật á, ngủ dưới gốc cây đi khất thực á, thì là chăm chăm cái tâm quan tâm tới đạo hết, không có miếng đời nào hết trơn á. Nên ngày xưa ta dễ đó, là ta quan tâm cái sự quan tâm, cái quan tâm là cái tâm mình hướng đến, và quan tâm nhiều chừng nào thì mình thực hiện nhiều chừng đó, quan tâm ít chừng nào thực hiện ít chừng đó. Nên cái quan tâm là cái tâm mình hướng tới đó, nó nhiều chừng nào thì chúng ta bỏ thời gian ra nhiều với nó chừng đó. Cho nên mình coi á, là mình quan tâm tới đạo, tức là quan tâm tới con đường tu tập á, nhiều hay là con đường đời nhiều. Mà quan tâm á, với đạo nhiều thì mình tu nhiều, đời mình là thực hiện ít. Nên cái người mà cái hoàn cảnh xung quanh á, ví dụ như cái người đời thì người ta sẽ quan tâm tới đời, do đó sự đạo quan tâm ít hơn nên khó có thể nào chứng đắc quả vị cao nhất. So với cái duyên của người xuất gia là có khả năng quan tâm tới đạo nhiều hơn là đời. Cái đó là mình nói cái duyên thôi nha, trên thực tế mỗi nơi mỗi khác, mỗi người mỗi khác. Ví dụ như mình ở cái chùa đó mình làm trụ trì rồi đối nội đối ngoại rồi xây dựng gì đó, rồi quan tâm cái chuyện tu của mình quan tâm ít hơn mấy cái chuyện xung quanh thì cũng đâu có đạt tới cái cảnh giới cao nhất được, mình hiểu đâu. Nên tại sao Đức Phật ngày xưa là ngủ chọn gốc cây để sự quan tâm mình nhiều nhất đối với cái con đường đạo tu tập. Còn quan tâm tới đời nhiều thì đường đạo sẽ không đi đến tuyệt đỉnh cao siêu ở trong kiếp này được. Cái đó tùy người thôi. Do đó mà chúng ta thấy á, dầu cho chúng ta bất mãn, dầu chúng ta không hài lòng, dầu chúng ta không đồng ý với những gì đang xảy ra thì chúng ta cũng phải tùy duyên với nó. Có nghĩa là chấp nhận, giải quyết ít thiệt hại nhất và lợi ích nhất cho mình và cho những người xung quanh. Đó là người khôn ngoan. Thì mình đưa ra thôi. Nên cái sự tùy duyên nó sẽ quyển chuyển tùy vào những cái nghiệp duyên mà nó xảy ra xung quanh, thì cái tùy duyên sẽ gắn vào trong nghiệp duyên xảy ra xung quanh đó để làm cho thiệt hại ít nhất và lợi ích nhiều nhất. Đó là người khôn ngoan xử lý. Còn người không khôn ngoan theo ý tôi là tôi làm ý đó, nhất ngôn khóa thạch, tứ mã năng tri, nói là như đinh đóng cột. Hôm qua nói sao, bữa nay làm y như vậy. Mà hôm qua hoàn cảnh vậy, làm y như vậy nó đúng. Bữa nay hoàn cảnh khác làm y như vậy nó sai. Mình hiểu không? Ví dụ như nói một cách đơn giản thôi, quyết định ra mình lập ra một công ty sản xuất đĩa Compact lớn nhất Việt Nam. Nhưng mà dự án của mình á, là đang chạy tự nhiên nó ra cái bộ nhớ. Rồi á, là trong memory không à, trong USB không à. Bây giờ người ta không xài đĩa tròn nữa, mà mình thành lập công ty đó mà bây giờ người ta xài cái kia không à. Tôi quyết định rồi dứt phát. Hôm qua nó đúng, nó đang đắt, thì mình lời, mình làm phát triển công ty nó đúng. Bữa nay không ai xài hết trơn rồi, mà mình thực hiện chi nữa, phải chuyển qua cái khác chứ. Tùy duyên đi.
chứ không phải là mình muốn là mình làm theo ước mơ. Cái nguyện vọng đây là ước mơ ngàn đời, tôi nhỏ tới lớn tôi làm gì này, thôi đi ông ước mơ, ông thực hiện ước mơ của ông mà biết bao nhiêu người đau khổ, kể cả bản thân ông đau khổ luôn, nó lỗ lã rồi nó tan thương luôn. Vậy thì người ta phải phù hợp bây giờ nó là cái gì thì làm theo cái đó là tùy duyên, chứ không phải làm theo ước mơ của mình được. Cho nên hôm qua thầy nói đó, mình có đam mê cái gì đó mà cái sự đam mê đó nó không giúp cho đời sống của mình được, thì chúng ta hãy chọn một cái nghề không có đam mê mà nó hợp duyên với hoàn cảnh thực tại để chúng ta kiếm tiền, và kiếm được tiền rồi chúng ta nuôi cái đam mê đó. Đó là gì đó, ví dụ như đó, thích đờn, học đờn mà học đờn tối ngày đờn không không có ra tiền vậy, không đâu có ai mướn xô đâu ra tiền, mà đam mê mình vui khi đờn, chiều về ha đóng cửa lại hết, à, lấy cái đờn ra bắt đầu đờn hát bolero, không à, rồi ra đờn. Như vậy thì mình đam mê nhưng mà sống không có nổi, tiền đâu sống, do đó bắt buộc phải đi làm công cho người ta. Mà cái làm công đó mình đâu thích đâu, nhưng mà nó có tiền. Làm công người ta lấy tiền đó để đi về học đờn thêm, nâng cao lên, tự ngồi, tự sướng, tự hát, tự ca, mình thấy nó vui. Không cần ai chân đóng cửa lại thôi, đi trà đá thôi, rồi ngồi đó hát, uống uống trà đá, ăn kẹo chocolate, vậy thôi. À, như vậy thì chúng ta thấy là mình tùy duyên, là tùy vào hoàn cảnh xung quanh mà mình làm sao cho nó tốt nhất. Phải chấp nhận nó, chấp nhận nó. Quý vị đừng có nghĩ chấp nhận nó là phục tùng, hai cái nó khác nhau. Chấp nhận là không có thái độ đối với nó là chấp nhận rồi đó. Còn chúng ta có thái độ là không có chấp nhận. Mày làm như thế này hả, tao không chịu mày làm thế này. Đó là chúng ta đã có thái độ rồi. Còn giờ không có thái độ, ông làm sao làm tôi không có thái độ chấp nhận. Nên mỗi khi chúng ta không có thái độ với hoàn cảnh xung quanh là chúng ta đã chấp nhận với hoàn cảnh xung quanh. Nên cái người khôn ngoan, cái thứ nhất là chọn không có thái độ trước các hoàn cảnh. Cái thứ hai nữa là tùy duyên vào hoàn cảnh mà lựa chọn ít thiệt hại nhất và lợi ích nhất cho mình, cho những người xung quanh. Đó. Cái điều thứ hai á quý vị, ở trong nhà Phật có cái câu: tùy duyên thì tùy duyên mà phải bất biến, bất biến thì bất biến nhưng phải tùy duyên. Trong nhà Phật cái câu này không phải dễ dàng hiểu hết đâu. Tùy duyên mà bất biến là ta đang nói tới những cái xảy ra trong cuộc đời này với nhân duyên, với nghiệp quả, nghiệp nhân của tất cả vạn loại chúng sanh. Nó thay đổi liên tục, nên chúng ta phải tùy duyên đối với nó. Nhưng mà dầu trong hoàn cảnh gì đi nữa cũng phải tu, bất biến. Hôm qua tu, bây giờ tu, mai tu. Dầu cho người ta chửi mình cũng tu, dầu cho người ta khen mình cũng tu. Vì lúc nào cũng tu chừng không có biết bất biến phải không? Lúc nào mình cũng tu tập hết bất biến phải không? Nhưng mà hoàn cảnh nó xảy ra mình xử sự một cách khác nhau. Hôm qua cái đó nó xảy ra như vậy đó, mình xử lý như vậy. Bữa nay nó xảy ra cũng y như vậy, mình xử lý khác. Tại vì cuộc đời nó thay đổi vậy, xử lý y như vậy nhằm khi nó không hay nữa, xử lý theo kiểu khác. Hôm qua lỡ nhà mình đãi, bữa nay lỡ nhà mình không đãi, thậm chí đuổi. Tại sao? Hôm qua lỡ nhà mình lễ phép, bữa nay lỡ nhà mình nó quậy. Như vậy hôm qua ông lễ phép ông lợi tôi đãi ông, bữa nay ông lợi ông quậy tôi đuổi ông. Chứ đâu phải lợi là đãi. Tùy duyên à. Tùy duyên, tùy vào hoàn cảnh mà mình lựa chọn cách tốt đẹp nhất mà. Còn bất biến là cái gì? Là chúng ta thực hiện cái con đường tu tập của mình. Lúc nào cũng tu bằng cái cách gì không biết mà phải có chữ tu. Có thể tu niệm Phật, có thể tu ngồi thiền, có thể là tu trì chú, có thể là tu giữ giới luật, có thể là tu thiền quán, có thể là tu thiền định, dần dần. Nhưng lúc nào
mình cũng đang hạ thủ công phu tu tập, áp dụng pháp bát đá vào trong cuộc đời này, luôn luôn lúc nào cũng hồi quang phản chiếu, luôn lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác những cái gì nó đang xảy ra trên thân và tâm của mình. À, mình chánh niệm tỉnh giác đối với nó. Như vậy đó gọi là tùy duyên và bất biến đó. Hoàn cảnh xảy ra thì nó muôn màu muôn vẻ, qua khác bên ai khác, chỉ nhúc nhích khác, ở trong nhà khác, ra đường khác này. Nói thật, ở trong chùa nè, gặp toàn người tu không gặp nhau, dạ mô, hoặc vừa ra khỏi cổng chùa nghe người ta chửi thề, hai cái khác nhau à. Trong vòng đâu tới 1 phút đâu, cái xẹt tự trong ra ngoài, cái là hai cái khác nhau à. Nên mình phải tùy duyên chứ. Chứ đâu phải mà hai cái mình xử lý cách giống nhau đâu. Nên có một cái ông Phật tử ở Đắk Lắk á, ông làm giám đốc, ông còn trẻ, mới ra trường giám đốc công ty nhỏ thôi chứ không phải lớn. Giờ làm giám đốc dễ lắm, xin làm à. Quan trọng ông có hoạt động được hay không á. Chứ giám đốc công ty giờ dễ lắm, vốn điều lệ tự đăng ký cũng chẳng ai kiểm tra. Nhưng cái quan trọng á là ông làm phải có thu chi đâu đó, báo cáo thuế vân vân, là quan trọng cái đó. Còn hoạt động thế nào là chuyện của công ty, miễn sao mà nó hợp với luật pháp thôi. Thì bữa đó ông cưới vợ, trước khi cưới vợ ông đưa tiền rồi ông sắm cho ba ông bộ đồ vest, mẹ là áo dài sườn xám, đãi nhà hàng. Vậy mà cha của ổng á đi vô nhà hàng bằng cái bộ áo chàng lam đây nè, đi vô mà bạn bè ổng là dân làm việc, dân làm công ty được không à. Rồi cái ổng không hài lòng, nói ba ổng, ba ổng cự, ổng là tao tu rồi cho nên á tao đi đâu tao mặc áo chàng nó hợp lý quen rồi. Con bực quá mà đâu dám, cha đâu dám nói vô mét thầy, là thầy thầy ba con làm gì được không thầy, sắm sắm áo vest cho ngon lành gì đám cho nó nở mày nở mặt ra. À, bây giờ á là mặc đóng luôn cái áo chàng màu lam vô đi họ, rồi làm sao mà coi con ngưỡng chính cả mình. Cái ông già ông là mày, tao mặc áo nhà Phật đi mà mày còn quê hả? À, mặc áo kia mới quê đó chứ, mặc áo tu là còn uy tín nữa, nhân dân. Thực ra nó không có gì sai. À, nhưng sai cái chỗ á là không có tùy duyên. Ở trong chùa, trong đạo tràng thì mặc áo tràng, còn ở vũ trường là phải mặc áo khác, ở nhà hàng là phải mặc áo khác, và mình là ai là phải mặc áo khác, tùy theo những quy định. Bây giờ như quý thầy nè, là tu ở chùa thì đi bất kỳ đâu cũng phải mặc bộ đồ tu, dầu đồ đó là đồ đi đường hay là áo lễ, mình hiểu không? Thì cái đó là chuyện khác, đi đâu cũng phải mặc áo đó hết. Nhưng mà người cư sĩ khác, người cư sĩ thì tùy duyên, là ở nơi nào mình mặc bộ đồ nào, có nghĩa là quy định nơi đó có những quy định thành văn và có những quy định không thành văn. Quy định không thành văn là tự hiểu à. Ông đi vô chùa là tự hiểu, ông phải mặc áo dài tay, ông phải mặc áo chàng, hoặc là ông mặc đồ đạo, ông đi đó ông đi chùa. Còn nếu mặc đồ đời thì ít gì đó ông cũng phải mặc tôm tất. Ví dụ nam á, nữ thì mặc áo dài tay, nam mặc áo ngắn cũng được, nhưng mà phải quần dài, không được mặc quần cục. Đi vô chùa vân vân để thể hiện sự tôn kính tam bảo nhà Phật. Còn lúc hành lễ lên lại Phật thì có áo chàng là trang nghiêm nhất, ai cũng ngầm hiểu như vậy hết à. Cho nên mình làm khác cái ơi là người ta sẽ không hài lòng, mình làm khác á là người ta sẽ bực bội. Cho nên á cái sự mà ở đó đó
người ta chấp nhận cái gì thì mình làm theo cái đó. À, là tùy duyên đó. Có một câu chuyện đấy các vị tỳ kheo và thời Đức Phật á. Cái câu chuyện này á, thì cũng tế nhị một chút xíu. Các vị tỳ kheo á, ngày xưa á, thì ở rừng, ở gốc cây, không phải ở trong nhà như là mình bây giờ. Cho nên các cái sự hoạt động đều ở ngoài trời. Thì dĩ nhiên ngoài trời thì cũng có người ta thấy. Thì ở xa xa như ta thấy á, quý thầy, tức là nam á, mà tế nhị chút thế thôi, đi tiểu đứng. Ta nói là một cái vị thầy mà đứng vậy con không được, kỳ. Vậy mình có người trình lên Đức Phật. Thì Đức Phật dạy các vị đó là thôi, các ông ngồi đi. Cái quý thầy á nghe lời ngồi. Cái người ta nói, người ta là quý thầy đâu phải quý cô, vậy coi không được, không nghĩ ra là vẻ của cái người đàn ông. Thì cái điều đó cũng được trình lên, có người đã trình lên Đức Phật. Thì Đức Phật la thôi, các ông đứng đi. Một câu chuyện rất là tế nhị nhưng mà rất là đời thường. Quý vị, có nghĩa là sao? Tùy vào cái hoàn cảnh xung quanh mà tùy thuận. Tùy vào hoàn cảnh xung quanh mà tùy duyên. Chứ không có nghĩa là chúng ta khư khư một cái vậy, dầu cho một cái gì xảy ra xung quanh đi nữa thì mình cũng phải tùy duyên. Nhưng mà đối với cái người tu tập, tùy duyên phải bất biến. Có nghĩa là chúng ta làm hợp lý đối với người gì xảy ra xung quanh. Nhưng mà đừng có quên tu. Cái tùy duyên bất biến là gì đó, đừng có quên tu. Ông quên cái gì quên, ông tùy duyên cái gì tùy, nhưng mà tu ông không thể tùy được. Tu là chỗ nào cũng phải tu. Tu đâu chẳng có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới nhanh. Có nghĩa là tu luôn luôn lúc nào trong tâm chúng ta cũng phải tu. Nhưng mà xử lý hoàn cảnh xung quanh là tùy vào nơi, tùy vào lúc, tùy vào chốn mà chúng ta phải tùy duyên. Nhưng một Tết có chú bảo vệ ở chùa, điện thoại lại: thầy ơi, thầy cứu con, thầy cứu con. Là cứu gì? Một Tết cứu. Ông là có cô này cô đi chùa mà con cản lại cản không được. Là trời, sao cản lại không được? Là sự việc làm sao? Là bây giờ thầy cứu con, thầy dạy con cách xử lý làm sao? Ở chùa ông làm bảo vệ thì có cái đệ bản nơi tôn nghiêm, nên phải mặc đồ ngay ngắn, rồi gọi là lịch sự sao đó. Đại loại có cái câu vậy đó. Sáng sớm cái cô kia vô cúng mà mặc cái áo lửng á, nó lửng lên tới trên luôn. Theo ông tả, ông là mặc là nguyên cái bụng luôn, là hở bụng luôn. Do đó ông làm bảo vệ, ông không cho vô chùa. Ông cái cô kia cự là tôi là đi chùa, tôi viếng chùa thì là quyền của tôi, nhưng tại sao anh không cho tôi vô chùa? Cái ông mới nói là vô chùa phải mặc đồ á, là mình phải ngay ngắn, rồi mặc đồ phải kín đáo, chứ có ở đâu mặc đồ hở vậy. Cái cổ mới nói, cổ chỉ vô tôn tượng của Đức Bồ Tát Di Lạc á, cổ chỉ vô vì sao mà Bồ Tát hở luôn cái bụng. Cô kia nói với cái chú bảo vệ đó, chú bảo vệ đuối lý, không biết trả lời với cô kia như thế nào. Là cổ nói là cổ hở bụng có xíu à,
Còn cái tôn tượng này á là như vậy á thì sao? Thì chú này chú đuối lý, chú không biết trả lời như thế nào. Mà cho cổ vô á thì lại là phạm những cái quy định ở nơi thiền môn nghiêm tịnh. Nếu chú cho vô chừng chú bị đuổi việc à, tên làm không tròn chết chết của mình. Cho nên kẹt điện thoại thầy: thầy ơi cứu, thầy ơi cứu. Trong cái hoàn cảnh như vậy đó quý vị, thì mình á là nếu chùa có quy định là mình phải cản, quy định nơi tôn nghiêm đối với Phật tử. Còn hình ảnh của chư Bồ Tát, chư Phật không phải là hình ảnh của đời thực, mà hình ảnh đó là hình ảnh pháp. Ví dụ như á là Bồ Tát Di Lặc, ngài á là mặc áo hở bụng, thì cái bụng này không phải là cái bụng thiệt, mà cái bụng này là cái tấm lòng. Cái bụng này là tấm lòng, bụng lớn to để dung chứa tất cả những gì thế gian xấu tốt của thế gian, gọi là bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả thế gian, là hình ảnh biểu tượng. Cho nên á, Quan Bồ Tát cầm Nhành Hoa hay là cầm Tịnh Bình hay là Văn Thù á, là Bồ Tát á, hay là Phổ Hiền Bồ Tát, cởi voi, rồi Đại Thế Chí Bồ Tát cầm hoa sen là nhân dân, Văn Thù cởi sư tử. Như vậy á thì chúng ta mới thấy được rằng là hình ảnh của chư Phật, chư Bồ Tát là biểu tượng, chứ không có nghĩa là ở ngoài đời thực như vậy. Cho nên á, cái người mà đi chùa đó đó, mình phải đọc cái nội quy của nhà chùa, chứ không lấy cái hình ảnh của các cái biểu tượng mà chúng ta đặt lên mình. Mình đâu phải là Bồ Tát, mình là người bình thường. Và lúc đó là chú hãy giải thích cho cô hiểu rằng mình đi chùa là nơi tôn nghiêm, nhà chùa không có cấm ai hết. Nhưng mà tại sao nhà chùa không cho mặc đồ hở hang đi vô chùa? Là vì lý do người ta thương mình. Mình mặc như vị quả báo, nơi tôn nghiêm, nơi thờ Phật, nơi tu tập. Nếu mình mặc như vậy á, mình sẽ bị quả báo. Cho nên người ta thương, người ta quy định, thứ nhất là thương mình vì mặc quả báo, nhân quả nghiệp báo. Thứ hai là văn hóa Phật giáo, mình bảo vệ cái đền văn hóa Phật giáo, hình ảnh đẹp của người con Phật khi đến những nơi già làm thanh tịnh. Dần dần nói chung có nhiều cái lắm. Ở đây quý vị, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải là tu tập, đó là bất biến. Còn tùy duyên là tùy vào hoàn cảnh xảy ra, mình xử sự thế nào cho nó tốt đẹp là được. Cái điều thứ ba quý vị, chấp nhận đến đi là tùy duyên. Có nghĩa là khi nó đến hay là khi nó rời khỏi mình, mình biết đó là đủ duyên nó đến, đủ duyên nó đi, tùy duyên mà chấp nhận. Có những người không thích đó, nó đến chống đối quyết liệt. Còn thích đó, nó đến welcome dữ lắm, hí hửng dữ lắm. Còn cái mình thích đó, ra đi nuối tiếc dữ lắm. Mà cái mà không thích ra đi á là hồ hởi lắm, đưa tiễn dữ lắm. Cái mà không thích mà nó đi một cái một á là cái điều ăn mừng tại chỗ. Tâm của mình á nó bị xáo động bởi đến và đi. Thái độ của mình bị xáo động bởi đi và đến. Cho nên nó đến nó đi là duyên, mình phải tùy duyên. Nó đủ duyên nó đến với mình, hết duyên nó ra đi. Nên người ta nói là có duyên thì đến, hết duyên mà thì đi. Níu kéo mà chi cho đời đau khổ. Bởi vì còn duyên có duyên nó đến, hết duyên nó đi, níu kéo mà chi cho đời đau khổ. Nên ta đau khổ là ta bởi người ta níu kéo. Thương thì níu kéo, ghét thì đẩy ra. Thích đến thì mở rộng cửa chào đón chín chín.
À, còn mà không thích đó thì nó đến đẩy nó ra, ngăn cản nó, hậm hực với nó, phiền não đối với nó. Cho nên cái gì nó đến là duyên, đi là duyên. Chúng ta phải tùy duyên mà chấp nhận nó, dầu cho nó như thế nào đi, dầu cho nó tốt hay là nó xấu, mình cũng chấp nhận nó. Tại đó là nhân duyên mà, cho nên tùy duyên mà chấp nhận. Cái điều thứ tư đó quý vị, thuận duyên hay nghịch duyên là cũng phải tùy duyên. Ở trong nhà Phật có hai cái duyên, cái duyên thuận và cái duyên nghịch. Cái duyên thuận là người ta giúp mình, cái duyên nghịch là người ta phá mình. Cái duyên thuận thì dễ thành công lắm, cái duyên nghịch đó là dễ thất bại. Cho nên ở trong đời sống có thuận nghịch, không phải ai cũng giúp mình đâu, mà cũng không phải ai ghét mình đâu. Cái gốc á là nó liên quan ở trong tiền kiếp, cái ngọn nó liên quan tới ứng xử. Cái gốc liên quan tới trong tiền kiếp là mình đã từng hại người ta hay mình đã từng giúp người ta, là gốc nó liên quan ở tiền kiếp, nghiệp nhân, duyên của quá khứ. Cái ngọn đó là thái độ. Bây giờ ví dụ như á, tại sao mình gặp người ta mình thương? Cái gốc ở trong quá khứ người ta đã từng giúp mình, và cái ngọn á là người ta ứng xử tốt với mình. Thái độ người ta, thái độ niềm nở, thái độ người ta ứng xử tốt với mình nên mình thương. Như vậy ở trong hiện tại mình muốn cho người ta thương á, là mình làm cái thái độ cho tốt đối với người ta, cư xử thái độ chân thành, niềm nở, lịch thiệp là người ta thương. Nhưng mà ở trong quá khứ là giúp đỡ hay là hãm hại thì đó nó tạo thành một cái ân oán. Cho nên ấy, cái người mới gặp á, là mình thích hay là không thích, nó liên quan tới hai điều: hiện tại là thái độ của họ, quá khứ là từng giúp hay là hại nhau, thì nó mới ra được cái ngày hôm nay. Cho nên á, cái nghịch duyên là cái hay người ta cản mình, gọi là kỳ đà cản mũi á. Ta cản mình, ta phá mình. Nên có những người ta tức lắm, phá ai không phá, phá tôi, ghét ai không ghét, ghét tôi. Thì mình coi lại hai điều. Coi cái thứ nhất là hiện tại thái độ mình ứng xử với người ta làm sao, mình có dễ thương không dưới mắt người ta, rồi mình có thương người ta không. Mình có thương người ta, ta mới thương mình. Mình có ứng xử đàng hoàng với người ta không? Có ứng xử đàng hoàng người ta mới thương mình. Đó là hiện tại. Nhưng mà liên quan trong quá khứ, mình có giúp đỡ người ta không? Có giúp đỡ người ta gặp làm ta thương à? Bây giờ đi, mình đi đó đi đây, mình giúp người này, mình giúp người kia, mình giúp người nọ xung quanh. Rồi á, qua cái đời sau gặp nhau, tương lai gặp nhau á, gặp là thích, gặp là thích, gặp là thích. Cho nên nhầm khi biết bao nhiêu người mình thích chỉ có một người. Là tại sao? Tại vì liên quan hai thứ, ở trong quá khứ họ đã từng giúp mình, và hiện tại họ, thái độ họ rất là vừa ý của mình. Cái thái độ của họ rất là vừa ý của mình. Hai cái đó cộng lại thì cái này nó nặng lắm, nó nặng đô lắm. Tiếng sét ái tình đùng đùng liền. Dầu cho đó là nam với nam, nữ với nữ hay nam với nữ, chứ không phải là chúng ta là thấy như vậy nó là ngẫu nhiên đâu, mà nó là có duyên hết đấy. Nên thuận duyên hay nghịch duyên, thuận duyên á mình đừng có dội mà gọi là quá chớn vui với nó.
mà nghịch duyên mình đừng có dội là khổ đau hận thù với nó. Cái thuận cơ vậy đó quý vị, nó cũng là cái bề nổi thì nó là tốt đẹp cho mình, nhưng cái bề chìm mình trở nên ỷ lại. Cái gì mà thuận nó thuận quá mình ỷ lại, mình ỷ lại nó sẽ có thất bại khi nghịch duyên nó đánh đổ mình liền. À, vì thuận nó thuận quá là chúng ta ỷ lại nên thất bại. Còn cái nghịch á, mình thấy mình á, nó sẽ cản trở mình không làm được gì. Nhưng nó hình thành cho mình á, là một khả năng chịu đựng, một khả năng trải nghiệm. Một khả năng nhẫn nhục, một khả năng kiên trì khi nghịch duyên đến. Nên cái người nào nghịch duyên nó đến càng nhiều đó, là người đó đang bị thử thách càng nhiều, là người đó được tôi rèn luyện càng nhiều ở trong khó khăn. Cho nên cái người nào mà được tôi rèn luyện càng nhiều trong khó khăn đó, là người đó rất là vững bước chân ở trong tương lai. Cho nên mình cái gì cũng thuận duyên hết chưa chắc phải là cái tốt. Mà cái gì nghịch duyên hết chưa chắc cũng phải là cái xấu. Nên tốt nhất là tùy duyên. Nó đến thuận duyên không quá hồ hởi, nghịch duyên không quá sân si. Lặng lẽ mà đi thì đời an lạc. Kể đi. Nó đâu phải là mình đâu phải là nó không phải mình phải nó không ở trong mình không ở trong nó. À, cho nên nó mình có sao đâu. Dầu cho đó là thuận hay là nghịch, kệ nó. Ông cản đường này tôi đi đường khác. Ông có thương tôi, quan trọng tôi có thương lại không? Vậy thôi. Mình đâu cấm người ta. Cái thương cái ghét người ta mình đâu có cấm. Đúng không? Người ta ghét mình đâu có cấm được. Mà người ta thương mình đâu có cấm được. Quan trọng người ta ghét mình có ghét lại không? Quan trọng người ta thương mình có thương lại không? Dần, đó là thái độ của mình thôi. Còn chuyện của người ta mình tôn trọng, không sao cả. Tùy đi, tùy duyên đi. À, mình tôn trọng hết á, không sao cả. Dầu việc gì để xảy ra, chuyện gì xảy ra nữa à, thì à, chúng ta dầu thuận dầu nghịch duyên, chúng ta cũng tùy duyên. Là vậy đó. Cho nên cái nghịch cảnh mà đem đến hay là thuận cảnh đem đi, dần thôi. Tại vì trong nghịch nó có thuận, trong thuận nó có nghịch. Hồi nãy chúng ta lại càng nghịch cảnh chừng nào thì nó trao rèn chừng đó. Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Quan trọng nhất là mình là ngọc, là vàng hay là đất. Nếu chúng ta là ngọc là vàng á, thì gian nan thử thách nó sẽ trở nên rất là đẹp. Nên con người của mình á, là ngọc là vàng á. Nên ngày xưa đó, nhất là con các vị tướng, con các vị vua đó, cái vị nào mà ta muốn cho lên làm mà kế ngôi kế vị đó, người ta đưa đi mấy cái chỗ gian nan không, đi kinh lý, đi thực hiện những nhiệm vụ mà gọi là bất khả thi, để cho tôi, để rèn ở trong đó. Nếu thật sự ông thành công là ông là vàng thật đấy. Còn cuối cùng nếu không thành công thì ông không phải là vàng, không phải là vàng. Tôi đưa ông lên cũng ông làm khổ cho dân thôi. Đưa ông lên làm vua, ông làm khổ cho dân thôi. Nhưng nếu ông thật sự là vàng, ông vượt qua những khó khăn gian nan đó mà ông vinh quang quay về, thì ông là giỏi thật rồi. Cho nên nó đưa ông lên thì hợp lý, để giúp cho dân ta. Nên giữa cái nghịch duyên ở trong cuộc đời với cái thuận duyên á, quý vị cũng đừng có ham, mà quý vị cũng đừng có sợ. Nghịch duyên thì làm cho mình lớn lên, còn mà thuận duyên á thì giúp cho mình đi nhanh hơn. Chứ nghĩ vậy thôi là nó đơn giản. Thuận duyên là giúp mình đi nhanh hơn, còn nghịch duyên làm cho mình lớn lên, trưởng thành hơn. Nghịch duyên làm cho mình trưởng thành nhiều hơn, nhanh hơn, và thuận duyên làm cho mình đi nhanh hơn. Cái nào cũng tốt mà. Vậy thôi à, không có cái nào mà làm cho chúng ta động tâm hết. Cái nào cũng tốt đó.
Nên tao nói xấu cũng được, tốt cũng được, tùy duyên là được. Nghịch duyên cũng được, thuận duyên cũng được, tùy duyên là được. À, cái điều thứ năm đó quý vị, trong cái sự tu tập á, tùy duyên mà tu, chứ đừng có cố chấp. Trong sự tu tập tùy duyên mà tu nghĩa là cái gì? Thấy cô Phật tử, thầy ơi thầy, chắc chết không nhắm mắt quá là sao vậy? Chưa chết sao biết không nhắm mắt? Con muốn cất cái cốc, con tu tuổi già, nhưng mà thằng trai con nó không có chịu. Tâm nguyện của con là muốn cất cái cốc riêng vậy đó, trong miếng đất gia đình ở bên Hóc Môn á, mà trai nó dứt phát nó không chịu, nó không cất cho con buồn, con không có tu hành gì được chứ thầy ơi. Cái bữa đó anh trai á, của cái cô đó đi qua chùa, thầy gặp cái thầy hỏi là sao mà mẹ có nguyện vọng cất cái cốc mà con không cất cốc cho mẹ tu, bộ con không có tiền á? Là con có, con không cất. Hỏi làm sao vậy? Là thầy nghĩ coi, có ai mẹ con ở nhà mà con đi làm từ sáng cho tới tối 8-9 giờ khuya con về, con ngủ tới sáng đi làm nữa, nguyên cái nhà đó có bàn thờ Phật ngon lành hết trơn mà không tu, mà giờ kêu cất một cái cốc xa cái nhà ra, ở cái đất đó cách đó mấy chục mét cất cái cốc đó, cái nhà này còn không có ai giữ nữa, con mình má con ở nhà nấu cơm nước ở trong đó, con đi không à, không có về luôn nữa, rồi cất thêm cái cốc đó nữa, rồi ai ở, rồi là ai đâu, còn muốn thờ Phật thì nhà đang có bàn thờ Phật ngon lành luôn, nhà con thờ như cái chùa vậy, thầy nói là nhà thờ giống cái chùa luôn đó, là thờ đủ hết trơn rồi. Vậy mà má con không tu, con cũng đi hết trơn, con có nhà mà làm quấy gậy gì má con đâu. À, như vậy đó quý vị, người ta có cái cốc tu mới được, còn không có cốc ta tu không có được. Cái nhà như cái cốc còn gì nữa, cái nhà cũng nhỏ nhỏ vậy đó, hai mấy con ở mà, mà thờ như cái chùa luôn rồi, còn gì nó cũng có phòng riêng, người phòng. À, rồi đó, là nhà như cái chánh điện đó, thì tu đi, ông muốn tu không tu đi, mắc gì phải cất thêm cái cốc. Phải chi ở nhà nó có vợ có con, rồi nó con cái ha, karaoke nhậu nhẹt bạn bè rồi tu không được thì cất cái cốc hợp lý. Con này không ai chứ, có hai mẹ con à, nhỏ thì làm suốt ngày tới tối mới về, vậy mà ở nhà rồi cất cái cốc, qua cốc tu trong tu nhà. À, quý vị thấy không, là người đó không có tùy duyên đó. Người ta tu người ta chấp thủ. Nên nếu nhiều người á, là phải có cái này phải có cái kia, phải có cái nọ, phải có cái kia mới tu được. Tu là tùy duyên, có gì tu nấy là tùy duyên á. Ông có cái phòng ông tu, không có phòng cũng tu. Nên ở trong quận 3 có cô kia, cổ nói cổ tu thiền rồi dữ lắm, giới thiệu thầy thiền Vipassana, thiền Samatha gì ghê ghê gớm gớm lắm. Bữa đó sao tôi thầy gặp cổ, cái mùa thi á, mà mình đi ra là tình nguyện viên đó, để giúp đỡ các em dưới quê lên thi á. Bữa đó cổ trời ơi, cổ la cổ chửi cổ cháo cổ nát hết chân. Mình thấy ngạc nhiên sao mà cổ tu dữ quá, thiền Vipassana, thiền Samatha rồi dữ lắm mà sao bữa nay chửi mà chửi nặng đô lắm. Cái thầy sao thấy nó lạ lạ kỳ ta. Cái thầy mới hỏi một cái ông thầy quen với cổ, hỏi là sao cô cấp này cổ sân si dữ với thầy. Cái ông thầy cũng trả lời, ông là tại cổ tu thiền cổ mới sân si. Là ủa, dạ, sao tu thiền sân si? Ông là như thế này, nhà của cổ thì cổ có một mình thôi, nên cái chánh điện á, là giữa cái nhà, có một phòng một cổ ở thôi với cái chánh điện. Cho nên cổ đi làm về á, là 7 giờ tối cổ lên cổ tụng kinh chút xíu cổ ngồi thiền. Ngày nào cũng vậy chân á, cả mười mấy hai chục năm nay. Bây giờ trong cái mùa thi có 3 đứa cháu lên thi, ở đâu có chỗ ngủ, nó phải ngủ ở trước cái chánh điện cổ á.
nó trải chiếu ra nó ở đó chứ về nhà có chút xíu rồi có cái phòng của cổ không à. Ba đứa cháu lên thì để đồ xung quanh đó, nó trải đồ, nó đi thi về mệt, nó nằm đó thì cổ đâu có ngồi thiền với tụng kinh được, nó nằm vậy thì sao ngồi thiền tụng kinh chứ đó. Cho nên á, mấy đứa cháu lên 3-4 ngày cổ không có ngồi thiền tụng kinh được, cổ bực mà, nên gặp ai cũng chửi vì lý do tu không được, gặp ai cũng chửi là ông thầy kêu giải thích vậy đó. Thầy la cũng lạ quá ha, tu không được gặp ai cũng chửi, sao thấy nó sai sai vậy ta, nghe thì nó hợp lý. Ví dụ như mình làm cái này làm kia không được á thì mình bực, gặp ai cũng chửi là đúng rồi. Còn đằng này tu không được mà gặp ai cũng chửi thì nó bị sai sai gì đúng không? Đây là chuyện tu chứ không phải là cái chuyện mà ta cản trở con đường công danh sự nghiệp làm ăn gì của mình á, thì thôi mình bực lên mình gặp ai mình cũng chửi thôi, hợp lý, ở đời nó hợp lý. Còn đằng này á mà ngồi thiền không được, tu không được. Thầy mới nói á, nếu mà cô này muốn tu á, cái phòng cổ riêng đó, bây giờ ngồi thiền ở chánh điện không được, ta vô phòng ta đóng cửa ta ngồi trên giường cũng thiền gì. Có làm sao đâu, lâu lâu ngày hai ngày mà, đâu phải ngồi chiếc chánh điện mới linh. Với ngày xưa á, ta ngồi dưới gốc cây người ta tu cũng đắc quả la hán mà, tùy duyên á. Ví dụ như quý thầy ở gốc cây thì người ta ngồi gốc cây người ta tu, mình ở nhà mình ngồi trong phòng riêng mình tu, không có ai hết thì mình ngồi chánh chánh điện mình tu. Mà nếu có người ta ở chánh điện rồi mình vô phòng mình tu, tùy duyên. Cái đó gọi là tùy duyên mà tu á, kiểu nào tu cũng được, tùy duyên á, chỗ nào tu cũng được, kiểu nào tu cũng được. Có thời gian tu thiền định chéo chân kiết già, không có thời gian tu thiền quán. Tu thiền quán không được, tu niệm Phật. Tu niệm Phật cũng được, tu chánh niệm tỉnh giác được không? Cỡ nào muốn tu được, chứ nó đừng có nói là tôi làm quá tôi tu không được. Ông làm quá thì ông giữ tâm giữ tánh hiền lành đi là được không? Cũng là tu. Bây giờ ông đang làm nè, ông gặp những người bạn làm chung với ông đó, ông nói năng nhã nhặn đàng hoàng giúp đỡ mọi người cũng là tu hạnh Bồ Tát. Tuy nhiên à, tôi có rảnh tôi chéo chân tôi tu, không có rảnh tôi niệm Phật tôi tu. Tôi đang lái xe tôi A-di-đà Phật. Nói gì nếu ám xe A-di-đà Phật tập trung niệm Phật rồi học không tập trung lái xe. Vậy thì á, là tôi tu chánh niệm, làm gì biết đó, lái xe tôi biết tôi đang lái xe. Và ở chạy ngoài đường tôi tu hạnh Bồ Tát là tôi chạy như thế nào mà không có gây thiệt hại cho bất kỳ ai. Cho nên tôi chạy đúng tốc độ, tôi chạy á, làm chủ tay lái, nhường nhịn cho người ta. Đó cũng là tu vậy, lái xe cũng tu vậy. Ta muốn đi trước nhường đi, chứ không phải ta đi trước rồi cặp xe bên rồi kéo kiến xuống chửi người ta. Cái đường này là của mày hả? Quý vị không? À, cho nên á, là mình muốn tu ở đâu tu cũng được chứ á, thì nhường ta đi. Mình còn cho người ta tặng người ta được nữa thì nhường nó đi trước có sao đâu. Vô năm bữa hôm đi con ông kia đi từ thiện với ông, cái xe tải nó cản mặt ông hoài, ông bực quá, ông vượt lên được ông cản lại xe tải, rồi là thôi, cho nó đi trước là dứt phát không. Nãy giờ nó cản con là mười mấy 20 phút, bây giờ con cản lại cho nó biết tay là nó xe tải, nó là nguyên con đại bàng mà trước á mình là con chim căng cắt thôi, xe tải mà con đại bàng mà nó ủi con căng cắt một cái con căng cắt nát. Hiểu không? Nó cản mình thì được, mình là con kiến thôi, mình đâu có đẩy nó được. Còn bây giờ mình cản nó quạo, nó nhóng ga sao? Mình hiểu không? Cái đó đâu phải là người khôn. Mà hơn nữa đi từ thiện, ông còn đem đồ ông cho người ta mà ông nhường ta không được thì ông cho là có ý nghĩa gì? Phải đó đi phát quà cho người mù. Là ông còn đem đồ ông cho ông tặng người ta hạnh ba la mật, còn bây giờ trên đường đi ông chỉ nhường người ta một cái mà ông nhường không được thì ông cho người ta có ý nghĩa gì nè? Tôi hỏi ông nè, ông cho người ta có ý nghĩa gì mà trong khi ông nhường cho đường đi mà ông nhường không được?
ông là bực chạy xe gàng ngang trước mặt mình, nó sàn qua sàn lại không cho qua, bóp gàng quá trời nó không cho qua. Là không cho qua hả? Tao chạy chậm lại nè, mày đi đi, mày đi tới đâu tao đi tới đó, có sao đâu, kệ đi, không cho qua thôi. Ở ngoài sao đó, làm gì làm đi, chạy tới đâu chạy tới đó, có sao đâu. Mà cũng không gấp nữa, như thời gian chứ không phải là quá gấp thì mình nói là người ta nôn nóng. Những người lãnh quà từ thiện á, người ta đợi nhông nóng thì thôi thì mình cũng có lý. Còn đằng này thời gian dư luôn, tranh chấp nó làm cái gì? Cái gì mà thiệt hại là về mình. Xe 4 chỗ mà đi tranh chấp với xe tải 30 tấn, hơn thua, hơn đó ai lợi. Nếu có thiệt hại là mình thiệt hại chắc luôn á, chứ đừng nói. Nên quý vị thấy là người ta có đôi lúc xử lý khôn ngoan, có khi lúc gì giận á mà xử lý mất khôn. Giận đi cản đầu xe tải, xe bốn bánh cản đầu xe tải, rồi nó giận mình là sao? Nó nhai vô gà cám. Cho nên á, thôi nhường ta chút đi, tránh vôi chẳng xấu mặt nào. Tu tập á phải tùy duyên tu. Đó, hoàn cảnh nào thì tu theo hoàn cảnh đó. Tùy duyên là vậy đó, chứ không có bắt buộc cái gì chứ. Mình đừng có bắt buộc mình. Cái gì bắt buộc là không có vui vậy. Cho nên tùy duyên là không có bắt buộc. Còn mình bắt buộc phải thế này, phải thế kia, tôi lên chánh điện tôi tụng kinh là phải có dầu thơm, tôi xịt nó thơm. Bữa đó hết chân chai dầu thơm, kêu con mua nó mua không kịp, nghĩ không lên chánh điện tu phải có xịt dầu thơm. Thì tắm rửa sạch sẽ thôi được rồi, rồi dầu thơm thì bữa nào có xịt cũng có thôi, rồi quần áo tôm tất lên lại Phật tu có làm sao. Mà bữa nay giờ kêu con mua dầu thơm mà nó quên mua về nghỉ tu, nghỉ một bữa, mình thấy không? Chấp, đâu có tùy duyên đâu chấp. Tuy là việc đó nó tốt, việc đó đúng, nhưng mà đúng thành sai. Mình khư vậy nó thành sai. Điều thứ sáu á là tiếp xúc tùy duyên mà ứng biến. Khi người ta tiếp xúc xung quanh á, tùy vào hoàn cảnh mà mình ứng biến sao cho ít thiệt hại nhất, sao cho lợi nhiều nhất về mình và những người xung quanh. Đó là khi tiếp xúc tùy duyên mà ứng biến. Nên cái người mà ta khôn ngoan á, là người ta làm như vậy đó. Khi tiếp xúc tùy duyên, tại vì khi tiếp xúc mình chưa biết người nào, hoàn cảnh nào đâu. Cho nên ta nhạy bén tùy duyên mà mình ứng biến như thế nào cho đẹp cả đôi đường, đẹp cả đôi bên. Đó là người thông minh trí tuệ khôn ngoan người ta mới làm được. Còn thôi làm theo ý thích của mình à. Thích thì chiều, không thích thì đuổi. Như vậy là không phải là khôn ngoan, mà đó là theo cái dục vọng, theo cái phiền não của mình mà ứng xử, mà đối xử. Cái điều thứ bảy đó quý vị, trong cuộc sống chúng ta tùy duyên mà đối đãi với mọi người. Có nghĩa là khi mà mình đối đãi mọi người đó, ở trong cuộc sống mình á, thì mình tùy duyên mà đối đãi. Có nghĩa là người này mình cho nhiều, người kia mình cho ít. Người này mình nói là có thể là ít lời, người kia có thể nói rất nhiều. Cái đó gọi là tùy duyên mà đối đãi, chứ không thể đối đãi giống nhau được đâu. Có những khi người mẹ la con, nhưng mà không thể la người ngoài được. Nhưng mà nói người tu rồi không có la ai hết, nhằm khi không la đứa con á, nó không có sữa, bắt buộc phải la, mà la đừng sân. Có nhiều người nói là không sân, không sân sao la được thầy. Nếu mà mình không sân la không được thì đừng có la. Nếu mình la mà không sân á thì hãy la. Còn mà
La mà phải sân á thì đừng la. Nên có nhiều người là không sân sao la. Ai biểu ông la? Ở đây có bao giờ ai biểu ông la đâu. Mà ý nói là nếu ông có la thì ông đừng có sân. Chứ tôi có biểu ông la nào. Ông la gì chứ không sân sao la. Tôi có biểu ông la đâu. Mà nếu ông có la ông đừng có sân. Chứ tôi đâu có kêu ông la. Tôi đâu có kêu ông la mấy đứa nhỏ. Có nhiều cách để dạy. Nhưng mà nếu lỡ có la đừng có sân. Đang nói ở chỗ đó. Chứ không phải là kêu ông la. Cho nên á, đối với cuộc sống xung quanh á, tùy duyên mà mình đối đãi, cho ít thiệt hại nhất và cho lợi ích cho mình và cho mọi người xung quanh nhiều nhất. Đó gọi là tùy duyên mà đối đãi đối cuộc sống xung quanh. Cái điều thứ 8 á, cái gì là cũng điều cuối cùng á. Cái công việc của mình á, tùy duyên mà lựa chọn. Cái công việc mình làm á, tùy duyên mà lựa chọn. Chứ không phải là lựa chọn theo ý thích của mình, theo đam mê của mình, mà là tùy duyên mà lựa chọn. Thậm chí quý vị, con đường mình đi cũng phải là tùy duyên. Có những người nói rằng là tôi có quyền quyết định, nếu tôi qua 18 tuổi tôi có quyền quyết định cuộc đời của tôi. Nhưng nó không đơn giản vậy đâu. Nhiều đời nhiều kiếp. Rồi nhỏ tới lớn mình sống với ai, ở đâu, làm gì, lệ thuộc vào ai. Nếu mình làm gì á, thì ba mẹ mình buồn, anh chị em mình buồn, rồi dòng họ buồn, hoặc là bà con bạn bè mình buồn, thậm chí là mình cũng không có được lợi gì. Cho nên á, là trong cuộc sống tùy duyên mà lựa chọn. Cái lựa chọn con đường đi, con đường mình đi chưa chắc phải là sở thích. Con đường mình đi á, chưa chắc phải là sở thích. Nhưng mà tâm của mình á, giữ lại cái gì, tiêu diệt cái gì, thì cái đó là do trí tuệ mà mình hiểu biết, mà mình mới làm được cái điều đó. Có nghĩa là mình giữ lại cái này lợi cho mình, lợi cho người nè. Tiêu diệt cái này lợi cho mình, lợi cho người nè. Nên tại sao người ta lại tiêu diệt một tâm? Tại sao là người ta lại là trưởng dưỡng một tâm? Người ta tiêu diệt tâm ác, ta trưởng dưỡng tâm thiện. Ví dụ tâm sân nào cũng lợi ích gì cho ai hết trơn á. Tới tâm patikha, tâm quỷ diệt, tâm làm ta đau khổ, còn mình nên tiêu diệt tâm sân. Tâm tham tiêu diệt luôn, làm không có lợi ích gì cho ai hết. Nhưng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, làm lợi ích cho nhiều người, nên để. Tâm thiền, tâm định, ít gì cũng làm cho mình an lạc và đối xử người xung quanh được nhẹ nhàng, thanh thản, để. Ví dụ như vậy đó. Cho nên đó là trong công việc tùy duyên mà lựa chọn, chứ không phải lựa chọn theo ý của mình, mà hãy lựa chọn như thế nào tốt nhất người xung quanh. Cho nên cái người tu là họ sử dụng lý trí nhiều hơn tình cảm. Người đời sử dụng tình cảm nhiều hơn lý trí. Thầy sẽ trả lời một câu hỏi cho quý vị. Một Phật bạch thầy, cho con hỏi, ở nhà khi cúng cơm Phật, áp dụng cúng cơm theo nghi thức cúng ngọ như ở chùa đúng không? Ở nhà mình á thì mình có tâm cúng Phật, cúng cơm như ở chùa, cúng chén cơm trắng hoặc là ba chén cơm trắng ở chùa, cúng các bàn, cúng cơm trắng hả, rồi lên mình cúng quả đường, mình cúng quả đường á là mình cúng Phật. Cho nên á là có cái nghi thức cúng, thì nghi thức đó là cũng là nghi thức chư tổ soạn ra thôi, chứ không phải là nghi thức đó Đức Phật chế định. Cho nên nếu mà chúng ta cúng theo nghi thức nghi lễ trong chùa thì cũng tốt thôi. Còn nếu chúng ta là cúng theo đơn giản bình thường ở nhà mình cúng, mình Nam Mô Như Phật đặt lên cúng, rồi Nam Mô Như Phật nguyện bỏ điều ác làm điều lành để độ tất cả chúng sanh, thì cũng đúng thôi chứ không có sao hết á. Nghi thức đơn giản hoặc là phức tạp, hay là không có nghi thức gì hết, chỉ có tấm lòng mình thôi cũng được.
ở nhà của mình á là cũng không có quy định về vấn đề cúng cơm Phật ở nhà, cho nên ở nhà mình thì mình cúng thành tâm là được. Còn nếu mà mình quy y theo chùa nào hoặc theo sư phụ của mình, chùa cúng sao mình về nhà cúng y như vậy thì quá tốt, thì không có sao hết á. Đó thể hiện sự tôn kính. Nam mô. Mình cúng là mình cúng Phật theo nghi thức, nghi thức diễn bát cúng dường. Cúng dường thanh tịnh phá thân tỳ lô giá na Phật viên mạng bảo thần lục na Phật thiên ba ơn thân vĩnh ca mâu ni Phật đương lai hạ sanh di lạc tùng Phật cực lạc thế giới a di đà Phật. Bài cúng thì đó cũng nghi thức cúng quá đường đó cũng được, có sao đâu. Mình chép lại rồi mình nhìn cúng cúng nào thuộc thôi, cúng sao. Cho nên đó quý vị, cúng Phật là tùy tâm của mình, thành tâm mình cúng thôi, theo nghi thức cũng được, không theo nghi thức cũng được, không sao cả. Cho nên quý vị đừng có lo lắng chúng ta cũng sai nghi thức. Những cái việc gì ở nhà mình là riêng tư, nên thành lòng là được, thành tâm là được. Còn ai mà cũng theo nghi thức nghi lễ trong chùa thì quá tốt, không sao cả. Nhưng những cái gì mà dính tới tập thể ở trong chùa, cái sự đối đãi, sự nghi thức nghi lễ thì là không phải làm sao cũng được, phải học. Ở nhà mình riêng tư mình không sao không được, nhưng tới chùa là khác. Tới chùa gặp quý thầy quý cô phải xá chào xuống A Di Đà Phật. Thì đó là đâu có phải muốn làm sao làm đâu, phải học. Cái đó là đối đãi phía bên ngoài rồi, nên phải đúng nghi thức nghi lễ. Còn ở nhà mình thì tùy duyên, muốn làm sao cũng được, chứ Đức Phật Ngài đâu có chấp. Mà cái đó là thể hiện của tấm lòng mình thôi. Nên có những người không biết nghi thức nghi lễ gì hết, chỉ một lòng thành kính dâng cho Đức Phật với lòng thành kính tha thiết là cũng được rồi. Nhưng nếu mà muốn cúng theo chùa thì cũng được luôn, không sao cả.